Mở cọc chưa quá 72 giờ, xe điện mini của ông Phạm Nhật Vượng đã có ngay khách sộp, chốt đơn 50 chiếc cùng một lúc. VinFast VF3 đang gây sốt trên thị trường ô tô Việt. Theo thông tin từ VinFast, mới đây hãng ô tô Việt Nam đã ký kết hợp đồng bán 50 xe VinFast VF3 cho công ty cổ phần thương mại quốc tế SSMB. Đây cũng là nhà phân phối độc quyền thương hiệu dược mỹ phẩm Kim Lab của Hàn Quốc tại thị trường Việt. Công ty này có trụ sở tại Thanh Xuân, Hà Nội. Hiện VinFast VF3 đang là mẫu mini EV rẻ nhất thị trường Việt với mức giá ưu đãi 235 triệu đồng một xe chưa bao gồm pin và 315 triệu đồng một xe đã kèm pin. Kết thúc ngày hôm nay, giá xe sẽ được điều chỉnh lần lượt là 240 triệu đồng một xe thuê pin và 322 triệu đồng một xe kèm pin cho 4 màu ngoại thất cơ bản. Với mức giá trên, SSMB sẽ cần chỉ trả 750 triệu đồng để cọc xe và khoảng 11,75 đến 15,75 tỷ đồng để mua VinFast VF3, tùy theo phương thức lựa chọn thuê hoặc mua pin. Thời điểm này, hãng vẫn chưa công bố thời gian giao xe. Tuy nhiên, nhiều thông tin rò rỉ VinFast có thể bàn giao những chiếc VF3 đầu tiên ngay trong quý 3 năm nay. VinFast VF3 sở hữu kích thước dài 3.190mm, rộng 1.679mm và cao 1.621mm, khoảng sáng gầm xe lớn 191mm. So với đối thủ Huling Hongwa Mini EV, chiều dài của VF3 hiện dài hơn gần 200mm. Xe được trang bị các tính năng và hệ thống giải trí đa dạng để đáp ứng nhu cầu hàng ngày của người dùng đô thị. Hệ thống thông tin giải trí với màn hình 10 inch tích hợp Android Auto và Apple CarPlay. Hàng ghế sau có thể gập xuống và hoàn toàn tăng diện tích khoang chứa, tổng sức chứa là 550 lít. Dù có mức giá rẻ nhất thị trường, nhưng VF3 lại sở hữu phạm vi di chuyển tới 210 km mỗi lần sạc đầy, thời gian sạc pin lên tới 70% chỉ 30 phút. Tại thị trường Việt Nam, VinFast cung cấp 3 gói thuê pin cho khách hàng lựa chọn. Đầu tiên là gói 900.000 đồng một tháng, giới hạn di chuyển dưới 1.500 km. Tiếp theo là mức 1,2 triệu đồng một tháng cho quãng đường di chuyển từ 1.500 đến 2.500 km. Cuối cùng là gói 2 triệu đồng một tháng cho mức di chuyển trên 2.500 km. Về màu sắc, ngoài 4 màu cơ bản là xanh, trắng, đỏ và xám, VinFast còn cung cấp thêm 5 lựa chọn màu nâng cao là vàng nóc trắng, xanh lá, hồng tím, xanh nhạt nóc trắng và hồng phấn nóc trắng với mức giá cao hơn 8 triệu đồng. Đối với những khách hàng đặt cọc sớm, có thể thoải mái lựa chọn 9 màu sắc mà không mất thêm chi phí. Đồng thời, VinFast còn cho phép khách hàng lựa chọn màu sơn và họa tiết trang trí theo nhu cầu và sở thích cá nhân, không giới hạn dưới 15 triệu đồng. Hãng cũng hỗ trợ khách hàng thực hiện thủ tục đăng kiểm với màu xe đã chọn. Tỷ phú Phạm Nhật Vượng tung nhiều gói bán xe VinFast VF3, chốt đơn thế nào để tiết kiệm được cả chục triệu đồng? Mẫu xe điện VinFast VF3 đang tạo nên cơn sốt thực sự với giá thành hấp dẫn. Tuy nhiên, khách hàng vẫn có thể tiết kiệm được hàng chục triệu đồng với loạt ưu đãi này. Giá bán hấp dẫn, lợi thế chạm sạc được phủ sóng toàn quốc, nhiều ưu điểm công nghệ so với đối thủ trực tiếp hay đơn giản là sức nóng của thương hiệu VinFast đã khiến VinFast VF3 trở thành tâm điểm trong những ngày qua. Mẫu xe điện mini này đang được sự quan tâm từ đông đảo người dùng trong những ngày đầu tiên mở đặt cọc xe. Có nhiều ưu điểm về giá cả, tuy nhiên người mua VinFast VF3 vẫn có thể tiết kiệm thêm hàng chục triệu đồng nhờ các ưu đãi dưới đây. Tiết kiệm được cả chục triệu đồng khi mua xe đó. Tiết kiệm 15 triệu đồng khi đặt cọc sớm. Sau khi VinFast chính thức mở nhận cọc mẫu Minicar VF3 sáng ngày 13 tháng 5, thị trường xe Việt trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Theo thông tin từ VinFast, hãng sẽ áp dụng những ưu đãi đặc quyền đối với các khách hàng tiên phong đặt cọc trước 15 triệu đồng không hoàn hủy từ 6 giờ ngày 13 tháng 5 đến hết ngày 15 tháng 5 năm 2024. Cụ thể, trong 3 ngày đặt cọc sớm, VinFast VF3 sẽ có mức giá ưu đãi 235 triệu đồng một xe chưa bao gồm pin và 315 triệu đồng một xe kèm pin. Sau thời gian này, mức giá dành cho VF3 sẽ là 240 triệu đồng một xe thuê pin và 322 triệu đồng một xe kèm pin. Mức giá này áp dụng cho 4 màu ngoại thất cơ bản, 5 màu ngoại thất nâng cao cộng thêm 8 triệu đồng, miễn phí trong thời gian cọc sớm. Tổng cộng khi đặt cọc sớm, khách hàng có thể tiết kiệm đến 15 triệu đồng đối với phiên bản kèm pin có màu ngoại thất nâng cao. Ngoài việc được hưởng mức giá ưu đãi như trên, khách hàng đặt cọc sớm trong giai đoạn này còn có cơ hội may mắn nằm trong số 6.868 khách hàng được khắc tên Creator Edition và đánh số thứ tự lên xe. Với đặc quyền này, chiếc VF3 của mỗi khách hàng
sẽ là bản duy nhất trên thị trường không đụng hàng với bất kỳ chiếc xe nào. Trả góp chỉ hơn 2 triệu một tháng, nhận ngay xe trong năm 2024. Để hiện thực hóa giấc mơ sở hữu ô tô của nhiều người Việt, VinFast đã áp dụng chính sách ưu đãi theo chương trình Mãnh liệt tinh thần Việt Nam lần 2 cho VF3. Theo đó, người mua được vay tới 70-80% trong vòng 8 năm với lãi suất 2 năm đầu chỉ tối đa 5%, 8% trong 3 năm tiếp theo và 9,5% trong 3 năm cuối. Lấy ví dụ, trong trường hợp mua xe thuê pin và vay 70%, người dùng chỉ phải trả trước khoảng 70 triệu đồng để nhận xe, sau đó trả tiền gốc lãi ngân hàng chỉ hơn 2 triệu đồng một tháng. Ngoài ra, chi phí thuê pin hàng tháng từ 900.000 đồng cho quãng đường di chuyển dưới 1.500 km, 1,2 triệu đồng cho quãng đường tối đa 2.500 km, đến 2 triệu đồng cho quãng đường trên 2.500 km. Với người mua xe kèm pin, giá 315 triệu đồng, nếu vay 70% giá trị xe thì mức trả trước là 94,5 triệu đồng, chi trả hàng tháng cả gốc và lãi 2,98 triệu đồng. Mức trả góp này áp dụng cho người làm hồ sơ vay tại các ngân hàng như Vietinbank, Vietcombank, BIDV, Techcombank. Tại thị trường Việt Nam, VinFast VF3 được áp dụng chính sách bảo hành lên tới 7 năm hoặc 160.000 km cho xe, tùy điều kiện nào đến trước, và 8 năm không giới hạn km cho pin, cùng các dịch vụ hỗ trợ tại chỗ như cứu hộ 24/7, sửa chữa lưu động, sạc pin lưu động. Tiết kiệm cả chục triệu đồng khi thanh toán 100%. Với khách hàng mua VF3 theo hình thức thanh toán tiền 100%, không vay trả góp, thì VinFast áp dụng ưu đãi giảm trực tiếp 4% giá trị xe, tương đương 9,4 đến 12,6 triệu đồng. Theo đó, giá sở hữu của VF3 giảm xuống khoảng 10 triệu đồng, chỉ còn hơn 225 triệu đồng. Cộng hưởng thêm lợi thế xe điện được miễn phí lệ phí trước bạ, VF3 đang là mẫu xe đô thị có giá lăn bánh thấp nhất thị trường Việt Nam, chưa tới 250 triệu, chỉ bằng khoảng một nửa so với các mẫu xe sang hạng A trên thị trường. Tại thị trường Việt Nam, VF3 được áp dụng chính sách bảo hành lên tới 7 năm hoặc 160.000 km cho xe, tùy điều kiện nào đến trước, và 8 năm không giới hạn km cho pin, cùng các dịch vụ hỗ trợ tại chỗ như cứu hộ 24/7, sửa chữa lưu động, sạc pin lưu động. Mới đây, lãnh đạo VinFast cho biết hãng sẵn sàng mọi điều kiện cần thiết để bàn giao khoảng 20.000 chiếc VinFast VF3 trong năm 2024. Dự kiến những chiếc xe đầu tiên sẽ được bàn giao cho người nhận từ tháng 8 tới. Từ Cà Phê S, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Chính sách trả góp hấp dẫn chỉ từ 3,13 đến 3,44 triệu đồng một tháng dành cho VF3. Cơ hội sở hữu chiếc VF3 càng gần trong tầm tay của nhiều người hơn với chính sách lãi suất và trả góp mà VinFast vừa công bố. Theo đó, VinFast liên kết với 6 ngân hàng để triển khai gói hỗ trợ vay mua xe trả góp VF3. Theo đó, chỉ cần trả chưa tới 50 triệu đồng và trả góp từ 3,13 triệu đồng một tháng, khách hàng đã có thể sở hữu siêu phẩm đang được săn đón nhất trong những ngày vừa qua. Lãi suất 5% trong 2 năm đầu, 8% trong 3 năm tiếp theo, 9,5% trong 3 năm cuối. Khi đó, nếu chọn phương án mua xe kèm pin giá 315 triệu đồng nhân dịp nhận cọc sớm này, khách hàng chỉ cần trả trước 63 triệu đồng nếu vay 80% giá trị xe, số tiền gốc và lãi mỗi tháng là 3,41 triệu đồng. Với khách hàng mua xe thuê pin giá 235 triệu đồng, mức trả trước là 47 triệu đồng, chi trả hàng tháng chỉ còn 2,54 triệu đồng, chưa kể pin, và 3,44 triệu đồng cả thuê pin. Tóm gọn các ưu điểm không thể bỏ qua của chương trình: linh hoạt trả trước từ 47 triệu đồng, hỗ trợ vay đến 70-80% lên tới 8 năm, lãi suất chỉ 8% cho 2 năm đầu, từ 8% cho các năm tiếp theo. Có 300 triệu, mua VinFast VF3 hay xe cũ? Chọn xe mới không rủi ro hay xe đã qua sử dụng rộng rãi? VinFast VF3 không chỉ đe dọa Wuling Mini EV hay các xe hạng A mà còn cân cả kèo các mẫu xe cũ tầm giá 300 triệu, vốn phổ biến với những người mua xe lần đầu. Ngay sau khi được công bố chính thức, giá bán dành cho mẫu xe điện VinFast VF3 ngay lập tức trở thành chủ đề bàn luận của nhiều người trên các diễn đàn về xe. Trong đó bao gồm những luồng ý kiến trái chiều khi nhiều người cho rằng với giá tiền trên, người tiêu dùng có thể mua được nhiều dòng xe sang cũ, có kích thước thoải mái hơn chiếc xe nhỏ nhất của VinFast. Theo khảo sát của người viết, trên các trang tin mua bán ô tô hiện nay với mức giá 235-240 triệu đồng, người tiêu dùng có thể mua được một số mẫu xe đời rất sâu. Cụ thể, trên trang bonbánh.com, khi tìm kiếm các dòng xe cũ từ 235-240 triệu đồng, một số mẫu xe mà người tiêu dùng có thể nhìn thấy có thể kể tới như Ford Fiesta S1.6 AT 2012, Chevrolet Capita,
LT204MT 2008, Hyundai i10 Grand 1.0MT 2016, Toyota YZ-DL 2005. Tương tự trên trang auto.com.vn, khi tìm kiếm xe cùng mức giá trên, người mua có thể lựa chọn một số mẫu như Ford Mondeo 2.3 AT 2010, Hyundai Veloz 2009, Mitsubishi Triton GLX 2011, Toyota Corolla Astic 1.8GMT 2009. Với mức giá cao hơn từ 315 đến 322 triệu đồng, tương đương mức giá cho VF3 bản kèm pin, người dùng có thể mua được một số mẫu lựa chọn khác như Ford EcoSport Ambition 1.5LMT 2018, Toyota Vios 1.5GAT 2014, Kia Soluto AT Deluxe 2019. Lợi thế dễ thấy nhất của loạt xe sang kể trên là kích thước lớn hơn VinFast VF3 khá nhiều, số chỗ ngồi nhiều hơn, cho phép chở theo nhiều người hơn. Bên cạnh đó, hầu hết các xe sang truyền thống đều có cốp rộng rãi để chở theo đồ đạc, điểm bất lợi của VinFast đang được bàn tán nhiều trên mạng xã hội. Đánh đổi là khá nhiều rủi ro tiềm tàng cho người dùng. Nhóm xe cũ này có nhiều chức năng đã lỗi thời so với các mẫu xe mới hoặc thậm chí không được trang bị nhiều chức năng cần thiết. Các bộ phận đã sản xuất lâu có thể dẫn tới tỷ lệ hỏng hóc cao, kéo theo chi phí bảo dưỡng, sửa chữa lớn. Những người mới sử dụng xe, nhất là mua xe lần đầu, dễ gặp khủng hoảng tâm lý nếu sử dụng các mẫu xe quá nhiều lỗi và mất thời gian đi sửa chữa. Anh Tuấn Minh, chủ một showroom xe cũ tại Hà Nội nhận định, ngoài việc ít tính năng, người tiêu dùng cũng có thể gặp một số rủi ro khác khi mua xe cũ, đó là có thể mua phải xe thủy kích, đâm đụng, tai nạn hay thậm chí xe taxi hoàn lương, khó kiểm tra và đánh giá đúng chất lượng xe nếu không tìm được địa chỉ uy tín. Ngược lại, với cùng mức giá trên, người tiêu dùng có thể mua được một mẫu xe hoàn toàn mới là VinFast VF3, phù hợp với xu hướng điện khí hóa trong lĩnh vực ô tô trên toàn cầu. Kích thước của chiếc VF3 nhỏ gọn nhưng vẫn ngồi được 4 người, xe rộng hơn một số mẫu xe hạng A, khoảng sáng gầm lên tới 191mm, cho phép VinFast VF3 có thể linh hoạt đi trong phố đông và giúp người lái xe có thể yên tâm khi đi qua những đoạn đường gồ ghề mấp mô mà không lo chạm gầm. Ngoài ra, chiếc xe điện mới được VinFast công bố phạm vi di chuyển quãng đường từ 205 đến 210 km sau mỗi lần sạc đầy theo tiêu chuẩn đăng kiểm NEDC. Như vậy, với những người sống ở đô thị thì việc sử dụng VinFast VF3 để đi lại hàng ngày với quãng đường từ 30 đến 50 km là khá phù hợp. Khả năng sạc của VinFast VF3 cũng là một điểm cộng của mẫu xe này khi có thể sử dụng nguồn điện gia dụng 220V để sạc tại nhà hoặc sạc nhanh tại các trụ sạc công suất cao với thời gian dự kiến sạc từ 10 đến 70% chỉ trong 36 phút. Dù vậy, với thiết kế được công bố, mẫu xe điện VF3 của VinFast sẽ phù hợp hơn với những người thường xuyên di chuyển trong phố hoặc quãng đường ngắn. Nếu là những người thường xuyên di chuyển quãng đường dài cần đi xa, cao tốc thì các lựa chọn ở phân khúc trên mới là mẫu xe phù hợp với bạn. Từ Cà Phê F, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Cổ phiếu VinFast bốc đầu tăng 51% sau khi nhận đặt cọc mẫu VF3. Vốn hóa của VinFast qua đó cũng quay trở lại trên mức 10 tỷ USD. Từ ngày 13 tháng 5, VinFast đã chính thức nhận cọc mẫu xe điện mini VF3. Cụ thể, từ 6 giờ ngày 13 tháng 5 đến hết ngày 15 tháng 5, VinFast VF3 có mức giá ưu đãi 235 triệu đồng một xe, chưa bao gồm pin, và 315 triệu đồng một xe kèm pin. Sau thời gian trên, giá bán của VF3 được điều chỉnh lần lượt là 240 triệu đồng một xe đối với thuê pin và 322 triệu đồng một xe kèm pin cho 4 màu ngoại thất cơ bản. Đến tối ngày 13 tháng 5 theo giờ Việt Nam, cổ phiếu VFS trên sàn chứng khoán Mỹ đã tăng mạnh ngay từ đầu phiên giao dịch và ghi nhận một trong những phiên bùng nổ nhất từ sau khi lên sàn. VFS chốt phiên ở mức 4,56 USD, tăng 51,5% so với cuối tuần trước. Mức giá này vẫn thấp hơn gần 40% so với đầu năm, nhưng so với đáy vào cuối tháng 4 thì VFS đã phục hồi gấp đôi. Ở mức giá này thì vốn hóa của VinFast quay trở lại trên mức 10 tỷ USD, đạt 10,66 tỷ USD, ngang ngửa với hai thương hiệu xe điện khác là NIO 11,7 tỷ USD và Rivian 10,84 tỷ USD. Từ Cà Phê F, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Clip quảng cáo chỉ 1 triệu đồng, liên hệ ngay hotline hoặc Zalo. Dần dần khoe đặt cọc VinFast VF3 ngay ngày đầu tiên mở bán. Chỉ ít phút sau khi VinFast VF3 chính thức mở cọc sớm, những hình ảnh chụp màn hình đơn hàng đặt cọc VF3 thành công đã tràn ngập trên mạng xã hội. Rất nhiều khách hàng hào hứng chờ tới lúc được biết số thứ tự chiếc xe độc bản của mình. Cọc sớm để nhận phiên bản đặc biệt.
6 giờ 1 phút ngày 13 tháng 5, tài khoản Tuấn Bom đã thực hiện thành công thủ tục chuyển khoản đặt cọc chiếc VF3 đình đám. Anh hào hứng chia sẻ màn hình đặt cọc cùng dòng caption: cũng kịp để gia nhập với anh em. Trên nhóm hội xe điện VF3 được thành lập không lâu nhưng đã có tới hơn 80.000 thành viên. Cũng giống như anh Tuấn, hàng loạt chủ xe VF3 tương lai đã nhanh chóng flex màn hình báo đơn hàng thành công của mình trên mạng xã hội. Dậy sớm để đặt cọc VF3 thành công là chia sẻ của anh Đình Nam, một reviewer xe có tiếng trên trang cá nhân của mình. Anh cũng cho biết việc đặt cọc sớm sẽ mang đến hàng loạt ưu đãi cho khách hàng, được mua với giá ưu đãi 235 triệu đồng chưa kèm pin và 315 triệu đồng kèm pin. Miễn phí lựa chọn trong 4 màu ngoại thất cơ bản và 5 màu ngoại thất nâng cao. Đây là những ưu đãi chỉ áp dụng trong 3 ngày, từ 13 tháng 5 tới 15 tháng 5. Sau giai đoạn này, giá bán niêm yết của mẫu xe này sẽ là 240 triệu đồng với chưa kèm pin và 322 triệu đồng với đã kèm pin. Các màu ngoại thất nâng cao có giá cao hơn 8 triệu đồng. Tổng cộng người dùng có thể tiết kiệm từ 5 đến 15 triệu khi đặt cọc sớm. Ngoài ra, khách hàng còn có thể lựa chọn màu sơn và họa tiết trang trí theo nhu cầu và sở thích cá nhân, không giới hạn với 15 triệu đồng. Hãng cũng hỗ trợ khách hàng thực hiện thủ tục đăng kiểm với màu xe đã chọn. VinFast là thương hiệu đầu tiên tại Việt Nam đưa ra tùy chọn này cho một mẫu xe phổ thông. Đặc biệt hơn, 6.868 chiếc xe của khách hàng đặt cọc sớm sẽ được khắc tên Creator Edition ở ngoài xe và đánh số thứ tự đặt cọc bên trong xe. Như vậy, chiếc xe của mỗi khách hàng sẽ trở thành độc bản trên thị trường. Không biết số thứ tự của mình là bao nhiêu nhỉ? Chủ xe Lê Nguyễn Nhật Quang hồi hộp chia sẻ màn hình đặt cọc thành công chỉ 5 phút sau khi mở hệ thống. Theo nhiều người dùng, khả năng tự chọn màu cũng như việc được đánh số thứ tự phiên bản dành cho những khách hàng đặt cọc sớm là đặc quyền thường chỉ thấy ở những mẫu xe đắt tiền. Có thể thấy VinFast VF3 được hãng định vị dành cho những khách hàng phong cách, có cá tính mạnh và không thích đụng hàng. Lương 5 triệu cũng có thể mua ô tô là có thật. Nhằm mang tới tiện lợi tối đa cho khách hàng, VinFast triển khai mở cọc VF3 thông qua nhiều hình thức, trực tuyến trên website research.vinfastauto.com và các nền tảng thương mại điện tử Shopee, VinID, hoặc trực tiếp tại các showroom, đại lý ủy quyền của VinFast trên toàn quốc với mức cọc duy nhất là 15 triệu đồng, không hoàn hủy. Ghi nhận từ nhiều showroom, nhà phân phối VinFast cũng cho biết lượng khách đặt cọc trực tiếp ngay từ ngày đầu tiên cũng rất cao. Nhiều khách hàng thậm chí đã liên hệ tư vấn bán hàng, hỏi thông tin từ trước ngày mở cọc. Lý giải cho sức nóng của mẫu xe này, nhiều chuyên gia trong ngành cho biết mức giá chỉ bằng khoảng một nửa giá xe xăng tương đương, khiến VinFast VF3 rất dễ trở thành mẫu xe quốc dân mới khi những chiếc xe đầu tiên sẽ được bàn giao từ tháng 8 năm 2024. Hiện tại, hãng xe Việt vẫn áp dụng chính sách trả góp từ chiến dịch Mãnh liệt tinh thần Việt Nam cho khách hàng mua VF3. Cụ thể, người mua được vay tới 70-80% trong vòng 8 năm, lãi suất trong 2 năm đầu chỉ 5%, không lo lãi suất thả nổi. Nếu trả thẳng 100%, khách hàng được giảm trực tiếp 4% vào giá bán. Nhiều người tính toán, với mức lãi suất tốt như vậy, sau khoản trả trước chỉ cần bỏ ra hơn 2 triệu đồng một tháng nếu lựa chọn thuê pin, hoặc gần 3 triệu đồng một tháng nếu mua pin để trả gốc và lãi nợ ngân hàng. Mức chi phí này đối với thu nhập của phần đông người tiêu dùng Việt Nam là rất dễ tiếp cận, ngay cả với nhóm khách hàng trẻ, sinh viên mới đi làm. Thậm chí có khách hàng đặt cọc VF3 còn dí dỏm, lương 5 triệu cũng có thể mua ô tô là có thật. VF3 được trang bị động cơ điện có công suất tối đa 32 kW, mô men xoắn cực đại 110 Nm, hệ dẫn động cầu sau và có tầm vận hành lên tới 210 km sau một lần sạc đầy theo tiêu chuẩn NEDC, với kích thước 3190, 1679, 1622mm, chiều dài cơ sở 2075mm, khoảng sáng gầm xe 191mm. Xe có khả năng di chuyển linh hoạt ở đa dạng địa hình và đặc biệt phù hợp với đô thị Việt Nam. So với đối thủ cùng phân khúc, VF3 có nhiều trang bị nổi bật như màn hình giải trí cảm ứng 10 inch, tích hợp các tính năng thông minh cho trải nghiệm lái tiện nghi, cần số dạng lẫy gạt đặt sau vô lăng theo phong cách các dòng xe sang, khả năng sạc nhanh từ 10 đến 70% chỉ trong 36 phút. Xe được áp dụng chính sách bảo hành lên tới 7 năm hoặc 160.000 km cho xe, tùy điều kiện nào đến trước, và 8 năm không giới hạn km cho pin, cùng các dịch vụ hỗ trợ tại chỗ như cứu hộ 24/7, sửa chữa lưu động, sạc pin lưu động.
Với tốc độ đặt cọc khủng hiện tại, trên nhiều diễn đàn, các thành viên dự đoán chỉ sau 3 ngày mở cọc sớm, VF3 có thể tạo nên kỷ lục mới cho thị trường ô tô Việt. Cộng đồng mạng xôn xao với VinFast VF3. Kích thước nhỏ gọn, về bề ngoài trẻ trung hiện đại cùng với mức giá vô cùng hợp lý. Ngay khi công bố ngày đặt cọc, chiếc Minica VF3 đến từ VinFast ngay lập tức tạo nên một làn sóng xôn xao trên các trang mạng xã hội với mức giá 235 triệu đồng với xe thuê pin và 315 triệu đồng với xe mua pin. Người dùng đánh giá đây là mức giá gây bất ngờ với một chiếc xe điện made in Việt Nam chất lượng cao. Nhiều người dùng so sánh giá của VF3 với dòng xe máy Honda SH và cho rằng việc sở hữu một chiếc xe điện VF3 thay vì xe máy sẽ thuận lợi hơn rất nhiều so với di chuyển bằng xe máy, giúp tránh được nắng mưa và giảm tiếp xúc với khói bụi khi đi lại. Các bình luận như, thay vì mua SH, chúng ta có thể mua VF3 và giá tốt quá, sẽ tạo một chiếc cho vợ đi cho đỡ nhọc xuất hiện nhiều trên các diễn đàn và trang mạng xã hội. Bên cạnh đó, nhiều tài khoản mạng xã hội cũng khen ngợi VF3 sở hữu nhiều ưu điểm như thiết kế cá tính, trang bị hiện đại, giúp mẫu ô tô này dễ trở thành bom tấn trong thị trường xe điện. Những ý kiến nổi bật và nhận được sự đồng tình của phần đông cộng đồng mạng gồm VinFast luôn biết cách tạo ra sự bất ngờ, lần này là giá bán của VF3, hay tầm giá này thì mỗi nhà sẽ có một chiếc ô tô. Rất nhiều người dùng cho rằng đây là một chiếc xe phù hợp với những gia đình trẻ hoặc những gia đình muốn sở hữu chiếc ô tô thứ hai bởi sự nhỏ gọn, tiết kiệm vô cùng, phù hợp với nhu cầu di chuyển trong nội đô. Quý thành viên quan tâm đến VinFast VF3 có thể đặt cọc từ ngày 13 tháng 5 đến ngày 15 tháng 5 năm 2024 thông qua website hoặc trực tiếp tại các showroom đại lý của VinFast trên toàn quốc. Sẽ có những quà tặng hấp dẫn dành cho các thành viên giới thiệu khách mua xe qua mã giới thiệu của thành viên cộng đồng VinFast toàn cầu. Chi tiết sẽ được công bố trong ít ngày tới. Cọc VF3, cơ hội nhận quà tổng trị giá 90 triệu đồng. Trong 3 ngày vào giai đoạn mở cọc, khách hàng đặt cọc VF3 theo link hoặc mã giới thiệu của thành viên cộng đồng VinFast toàn cầu sẽ có cơ hội nhận quà với tổng giá trị lên tới 90 triệu đồng. Thể lệ, cộng đồng VinFast toàn cầu sẽ live stream quay số trúng thưởng trên kênh YouTube của VinFast Club vào 20:30 trong 3 ngày 14, 15 và 16 tháng 5. Cơ cấu giải thưởng tại mỗi buổi live stream: 1 phần quà trị giá 5 triệu đồng, 5 phần quà trị giá 3 triệu đồng, 5 phần quà trị giá 2 triệu đồng. Đối tượng tham dự: thành viên cộng đồng đặt cọc online trên trang vinfastauto.com sử dụng mã giới thiệu của chính mình. Khách hàng mới và đặt cọc online trên trang vinfastauto.com qua link hoặc mã giới thiệu của thành viên cộng đồng. Các khách hàng đặt cọc ở nhà phân phối, đại lý, showroom và các trường hợp khác đều không thuộc đối tượng tham gia quay giải. Lưu ý, chương trình này chỉ áp dụng cho thành viên có hạng tài khoản là thành viên VIP, VVIP, không áp dụng với hạng danh dự. Và điều kiện khách hàng hợp lệ là khách hàng mới chưa từng sở hữu xe VinFast, chưa nằm trong danh sách chăm sóc của tư vấn bán hàng tại showroom, nhà phân phối VinFast. Cách thức tham dự: hệ thống tự động ghi nhận các đơn cọc thành công có điền mã thành viên cộng đồng trước 23 giờ 59 phút hàng ngày sẽ được tham gia phiên bốc thăm của ngày hôm sau. Cụ thể, đơn hàng đặt cọc ngày 13 tháng 5 được tham gia bốc thăm vào phiên live stream lúc 20:45 ngày 14 tháng 5. Đơn hàng của ngày 14 tháng 5 tham gia bốc thăm vào phiên live stream ngày 15 tháng 5. Đơn hàng ngày 15 tháng 5 được tham gia bốc thăm vào ngày 16 tháng 5. Các mã đơn hàng không trúng thưởng của ngày hôm trước sẽ được tham gia bốc thăm ở ngày tiếp theo. Mỗi mã đơn hàng chỉ được trúng thưởng một lần. Cách thức chia sẻ mã thành viên cộng đồng cho khách hàng: hãy gửi ngay mã giới thiệu hoặc link giới thiệu đến người quen để họ đặt cọc xe VF3 trên trang trực tuyến. Thành tích giới thiệu sẽ được ghi nhận trong tài khoản của thành viên. Khách đặt cọc xe phải điền đủ thông tin đặt cọc và điền đúng mã giới thiệu của thành viên thì hệ thống mới ghi nhận. Thành viên cần lưu ý dặn khách điền đúng mã giới thiệu. Ngoài cách lấy mã hoặc link giới thiệu trên ứng dụng VinFast Club, thành viên có thể lấy mã trong tài khoản thành viên của bản website vinfast.vn, máy tính hoặc điện thoại. Vui lòng đọc kỹ đường link quy định trong chương trình giới thiệu mua xe. Thể lệ chương trình sẽ tiếp tục được cập nhật tùy thuộc thực tế. Lưu ý, chương trình này chỉ áp dụng cho thành viên có hạng tài khoản là thành viên VIP, VVIP, không áp dụng với hạng danh dự. Từ VinFast, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Giải mã hiện tượng VF3, Minica đô thị dành cho giới trẻ. Thiết kế trẻ trung bằng màu cá tính, công năng ấn tượng và đặc biệt là giá thành chỉ bằng một nửa so với xe sang cỡ nhỏ trên thị trường. VF3, mẫu mini SUV của VinFast đang được Gen Z săn đón.
ngoại hình đẹp, ngầu, chất, đánh gục khách hàng trẻ từ cái nhìn đầu tiên. Cái tên VF3 đang là top trending trên nhiều nền tảng mạng xã hội sau thông tin VinFast nhận đặt cọc sớm từ ngày 13 tháng 5 đến 15 tháng 5. Đặc biệt, hiếm có mẫu xe nào được giới trẻ dành sự quan tâm đặc biệt như VF3. Trên nhiều diễn đàn, VF3 nhận mưa lời khen bởi tạo hình mạnh mẽ theo hơi hướng của những chiếc SUV địa hình Việt dã. Thiết kế này ghi điểm với Gen Z bởi đây là thế hệ luôn được đánh giá cao về sự tự tin, bản lĩnh và sẵn sàng thể hiện cá tính của mình. Thực tế trước đó, nhiều người trẻ có nhu cầu mua chiếc ô tô đầu đời nhưng thiết kế cũ và có phần già ở nhiều mẫu xe xăng như Kia Morning, Hyundai i10, khiến nhiều người hụt hẫng và chưa muốn xuống tiền. Hòa nhập cùng tinh thần đa sắc của Gen Z, VinFast VF3 sở hữu bảng màu vô cùng trẻ trung. Bên cạnh 4 màu ngoại thất cơ bản là xanh, trắng, đỏ và xám, VinFast còn cung cấp thêm 5 lựa chọn màu ngoại thất nâng cao là vàng nóc trắng, xanh lá, hồng tím, xanh dương nhạt nóc trắng và hồng phấn nóc trắng, với mức giá cao hơn 8 triệu đồng. Tuy nhiên, người mua được miễn phí lựa chọn 5 màu đặc biệt trên nếu đặt cọc trong đợt mở bán đầu tiên từ 13 tháng 5 đến 15 tháng 5. Netizen trên các mạng xã hội, đặc biệt là cộng đồng những người trẻ, đều bày tỏ sự háo hức với 9 màu ngoại thất ấn tượng. Với nhiều bạn trẻ, đây là trải nghiệm hoàn toàn mới, bởi thông thường, các mẫu xe xăng trong phân khúc ABC chỉ có khoảng 4 đến 5 lựa chọn màu cơ bản. Bảng màu trẻ trung, 10 điểm không có nhưng, như sinh ra là dành cho Gen Z. Tài khoản Nguyễn An bình luận trên một diễn đàn lớn của những người yêu thích ô tô. Mong mãi, cuối cùng cũng đến ngày đặt trước, mình đã chốt em màu vàng, vừa rực rỡ, lại hợp mệnh. Bạn Trần Ngọc Anh, 21 tuổi Hà Nội chia sẻ. Ngoài dải màu đa dạng, Ngọc Anh cũng tỏ ra đặc biệt thích thú bởi khả năng tùy biến trên VF3. Với chi phí chỉ 15 triệu đồng, khách hàng có thể thoải mái tùy chọn màu sơn và họa tiết trang trí ngoại thất theo đúng sở thích cá nhân của mình. Quá chất, đây là điều hoàn toàn khác biệt so với các dòng xe trên thị trường hiện nay, Ngọc Anh nói. Nhỏ gọn, đa dụng. Gen Z là một thế hệ tiêu dùng thông minh. Khi mua một chiếc ô tô, các bạn trẻ có xu hướng thích khám phá nhiều thứ mới mẻ, nhưng vẫn phải thiết thực và đáp ứng được các nhu cầu cần thiết. Với kích thước nhỏ gọn, dài 3.190, rộng 1.679, cao 1.622mm, VF3 có thể dễ dàng di chuyển trên những con đường đông đúc ở các đô thị lớn, đồng thời cũng vừa vặn hơn khi đỗ trong nhà để sạc điện. Hơn nữa, bộ la răng 16 inch và khoảng sáng gầm xe lên đến 191mm, cao hơn nhiều mẫu SUV cỡ C trên thị trường, cũng giúp xe dễ dàng chinh phục các địa hình khác nhau. Khoang nội thất của VinFast VF3 được bố trí với 4 vị trí ngồi, thoải mái cho một gia đình trẻ. Hàng ghế sau có thể gập gọn để tăng thể tích chứa đồ lên tới 285 lít. Điểm nhấn đáng chú ý là màn hình giải trí cảm ứng cỡ lớn lên tới 10 inch, hơn hẳn nhiều trang bị trên các xe hạng B như Honda City, Toyota Vios, Hyundai Accent. Bên cạnh tiện nghi về nội thất, những thông số kỹ thuật đầu tiên của VF3 cũng ấn tượng không kém với công suất tối đa 32 kW, mô men xoắn cực đại 110 Nm, quãng đường di chuyển trong một lần sạc đầy lên tới 210 km. Xe hỗ trợ sạc nhanh, chỉ cần 36 phút có thể sạc lên 70%. Mua minicar nhưng trang bị tiện nghi quá xịn, quãng đường di chuyển 210 km đủ đáp ứng nhu cầu hàng ngày trong phố hay về quê, kể cả đi du lịch cũng không lo vì VinFast đã phủ trạm sạc 63 tỉnh thành với hệ thống sạc siêu nhanh. Minh Anh, sinh viên năm cuối trường Đại học Hà Nội, tỏ ra háo hức. Với Minh Anh, VF3 không chỉ phù hợp với nhu cầu sử dụng mà còn là lựa chọn tốt để người trẻ theo đuổi lối sống xanh với phương tiện di chuyển thân thiện với môi trường. Mức giá là một món hời. Ngon bổ rẻ chắc chắn là những định nghĩa dành cho VF3. Mức giá mà VinFast đã công bố gần đây dành cho mẫu mini SUV điện đang khiến cộng đồng yêu xe cả nước dậy sóng. Cụ thể, VinFast VF3 có giá bán lần lượt là 235 triệu đồng. Chưa gồm pin và 315 triệu đồng kèm pin áp dụng từ 13 tháng 5 đến ngày 15 tháng 5 năm 2024. Sau thời gian trên, VinFast VF3 sẽ có giá lần lượt là 240 triệu đồng và 322 triệu đồng. Giới quan sát nhận định đây là một mức giá quá tốt, đặc biệt là với người trẻ lần đầu mua ô tô. Hiện tại, thông thường khách hàng sẽ phải chi ra khoảng gấp đôi số tiền trên để mua một chiếc xe xăng đô thị cỡ nhỏ. Ngoài ra, khi so sánh với xe xăng, VF3 có mức giá lăn bánh tốt hơn nhờ được miễn lệ phí trước bạ. Chi phí năng lượng của VF3 theo đánh giá chắc chắn cũng tối ưu hơn hẳn các mẫu xe xăng trên thị trường, thậm chí chỉ tương đương nhiều mẫu xe máy tay ga. Đây là thực tế đã được nhiều chủ xe điện chỉ ra sau kinh nghiệm vận hành thực tế. Tương tự các dòng ô tô điện khác của VinFast, VF3 cũng được áp dụng chính sách bảo hành chính hãng tốt bậc nhất thị trường với thời hạn lên tới 7 năm hoặc 160.000 km tùy điều kiện nào đến trước cho xe.
và 8 năm không giới hạn số lượng km cho pin. Ở thời điểm hiện tại, VF3 đáp ứng được tất cả các nhu cầu của mình với chỉ hơn 200 triệu, tương đương một chiếc xe máy cao cấp. Mình nhận về một chiếc xe trẻ trung cá tính nhưng vẫn bền bỉ và đủ thực dụng. Đây là món quà mình dành tặng bản thân sau một thời gian đi làm, đồng thời là động lực nhắc nhở mình cố gắng hơn mỗi ngày. Người dùng tên Thành Luân chia sẻ trong cộng đồng yêu xe. Theo nhiều thông tin, những chiếc VF3 đầu tiên dự kiến sẽ được VinFast bàn giao đến khách hàng bắt đầu từ tháng 8 năm 2024. Hơn 27.000 đơn VinFast VF3 quy đổi ra những con số giật mình, tiền cọc bằng 10 chiếc Cullinan, đơn mua gấp 46 lần doanh số Mini EV cả năm. Con số 27.000 đơn đặt mua VinFast VF3 chỉ sau 3 ngày cho thấy sức hút khủng khiếp của mẫu xe này với người tiêu dùng Việt. Nhiều hơn toàn bộ các thành viên VAMA tháng 4 năm 2024, VinFast VF3 27.649 đơn đặt cọc, lớn hơn VAMA tháng 4 năm 2024, 24.350 xe. Nhiều hơn VinFast Fairview, thời kỳ đỉnh cao nhất, 24.128 xe. Vượt vua doanh số 2023 tại Việt Nam, vua doanh số 2023 Mitsubishi Xpander 19.740 xe. Vượt thị phần của các hãng gộp lại, 4 tháng đầu năm 2024, Toyota 11.804 xe, cộng với Hyundai 14.420 xe, Honda 7.921 xe, Isuzu 2.496 xe, Kia 8.818 xe, Mazda 7.827 xe. Gấp 3,5 lần doanh số Hyundai Grand i10 năm 2023, 7.944 xe. 27.649 đơn đặt cọc VinFast VF3 quy ra, số tiền tương đương 414.735 tỷ đồng, bằng 10 chiếc Rolls-Royce Black Red Cullinan. 27.649 đơn đặt cọc VF3 quy ra, số tiền tương đương 414.735 tỷ đồng, bằng 830 chiếc Toyota Vios, tương đương với 6.497 tỷ đồng. 27.649 đơn đặt cọc VF3 trong 66 giờ, mỗi giờ có 419 đơn đặt cọc, bằng cứ mỗi phút có gần 7 người đặt cọc VinFast VF3. Wheeling Mini EV nhiều hơn doanh số, VinFast VF3 27.649 đơn đặt cọc, bằng 46 năm doanh số của Wheeling Mini EV tại Việt Nam. Doanh số Wheeling Mini EV 2023 đạt khoảng 600 xe trong năm 2023. Hướng dẫn online, tất tần tật về cách đặt cọc VF3 kiếm cơ hội sinh quà. Nhằm hỗ trợ thành viên cộng đồng và khách hàng đặt cọc sớm chiếc VF3, cộng đồng VinFast toàn cầu tổ chức một buổi chia sẻ livestream, chia sẻ online với chi tiết như dưới đây. Nội dung: hướng dẫn thành viên và khách hàng cách đặt cọc VF3. Hướng dẫn cách giới thiệu khách hàng mua xe qua mã thành viên cộng đồng. Giới thiệu và hướng dẫn cách tham gia 4 thử thách hấp dẫn của cộng đồng gắn với chiến dịch đặt cọc sớm VF3. Giải đáp thắc mắc của thành viên và khách hàng. Thời gian 20 giờ ngày 12 tháng 5 năm 2024. Hình thức Google Meet, cộng đồng gửi đường link tham dự vào mail của từng thành viên đăng ký. Thời điểm đặt cọc sớm chiếc VF3 đang đến rất gần, sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 13, 14 và 15 tháng 5 tới. Để hưởng ứng sức nóng của chiếc VF3 đang ngày càng tăng nhiệt, cộng đồng VinFast toàn cầu tung loạt hoạt động hấp dẫn dành cho thành viên của cộng đồng và khách hàng bao gồm: thành viên cộng đồng VinFast toàn cầu sẽ nhận 1.000 điểm VF Points khi đặt cọc VF3 có điền mã giới thiệu của chính mình hoặc giới thiệu khách hàng đặt cọc xe có điền mã giới thiệu của anh chị. Các khách hàng đặt cọc online và sử dụng mã giới thiệu của thành viên sẽ tham gia bốc thăm may mắn 33 phần quà và tổng trị giá 90 triệu đồng. Top 30 thành viên đầu tiên giới thiệu được 3 cọc xe trở lên sẽ được nhận quà trị giá 2 triệu đồng. Đặc biệt, hội nhóm sẽ có cơ hội nhận giải thưởng quý của chương trình Đại sứ Xanh 2024 lên đến 100 triệu đồng. Nhà đầu tư lập tức hành động khi VinFast bay cao, đổ xô mua cổ phiếu Vingroup, kéo vốn hóa lên cao nhất một tháng. Cổ phiếu VIC của tập đoàn Vingroup sáng nay tăng giá 5%, đưa vốn hóa lên 181,4 nghìn tỷ đồng, cao nhất một tháng qua. Từ ngày 13 tháng 5, VinFast chính thức nhận đặt cọc cho mẫu xe điện VF3 với mức giá 235 triệu đồng đối với bản thuê pin và 315 triệu đồng đối với bản bao gồm pin. Phản ứng tích cực với thông tin này, cổ phiếu VFS trên sàn Nasdaq đêm qua đã tăng vọt 32%, lên giá 4,56 USD một cổ phiếu. Khối lượng giao dịch cũng tăng đột biến, cao gấp nhiều lần so với trung bình từ đầu năm đến nay.
Với mức giá này, giá trị vốn hóa VinFast đã tăng lên 10,66 tỷ USD, cao nhất hơn một tháng qua. Chứng kiến cổ phiếu VFS bứt phá, nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam cũng lập tức hành động. Ngay từ mở cửa phiên giao dịch sáng ngày 14 tháng 5, cổ phiếu VIC của tập đoàn Vingroup đã tăng vọt 5%, giá tăng lên 47.250 đồng một cổ phiếu. Hai cổ phiếu khác trong hệ sinh thái Vingroup là Vinhome và Vincom Retail cũng đang tăng giá gần 2%. Đà tăng từ nhóm cổ phiếu Vingroup góp phần kéo thị trường sáng nay tăng điểm. VN Index đang tăng 0,48%, còn HNX Index tăng 0,24%. Theo tính toán, giá trị vốn hóa Vingroup sáng nay đã tăng lên 181,4 nghìn tỷ đồng, mức cao nhất trong một tháng qua. Trở lại với mẫu xe VF3, VinFast đang quyết tâm phủ mẫu xe này ra thị trường. Để khách hàng dễ dàng sở hữu xe, VinFast đang áp dụng chính sách. Khách hàng mua xe trả góp sẽ được hỗ trợ vay tới 70-80% giá xe. Thời hạn vay lên tới 8 năm và lãi suất tối đa trong 2 năm đầu chỉ 5% một năm. Nếu trả thẳng 100%, khách hàng sẽ được ưu đãi 4% giá xe. Bên cạnh đó, khách hàng đặt cọc sớm VF3 trong 66 giờ đầu còn được miễn phí lựa chọn 9 màu sơn ngoại thất với 4 màu cơ bản và 5 màu nâng cao. Sau giai đoạn trên, các màu sơn nâng cao sẽ tính thêm chi phí 8 triệu đồng. VinFast cũng cho phép khách hàng cá nhân hóa màu sơn xe theo yêu cầu với mức phí 15 triệu đồng một xe. VinFast cho biết sẽ có 6.868 chiếc xe phiên bản giới hạn được khắc dòng chữ Creator Edition ở ngoại thất, với số thứ tự được đánh từ 1 đến 6.868 bên trong, dành cho 6.868 người đặt cọc đầu tiên. Thời gian bàn giao xe dự kiến từ tháng 8 năm 2024. VF3 là mẫu xe phổ thông có giá hấp dẫn nhất giải sản phẩm VinFast. Xe có thể di chuyển 210 km sau khi sạc đầy, sạc pin từ 10% lên 70% chỉ trong vòng 36 phút, tăng tốc từ 0 đến 50 km/h trong vòng 5,3 giây và đạt vận tốc tối đa lên đến 100 km/h. Với bộ la răng hợp kim có kích thước lên tới 16 inch, VF3 sở hữu khoảng sáng gầm xe 191mm, giúp dễ dàng di chuyển ở đa dạng địa hình. Xe cũng được trang bị túi khí dành cho người lái, phanh đĩa phía trước cùng các công nghệ an toàn như chống bó cứng phanh ABS, hỗ trợ phanh khẩn cấp, hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Tuy là xe cỡ nhỏ, nhưng VF3 sở hữu màn hình giải trí cảm ứng cỡ lớn lên tới 10 inch cùng cần gạt chuyển số sau vô lăng tương tự như trên những mẫu xe sang. Cũng như các dòng ô tô điện khác của VinFast, VF3 được áp dụng chính sách bảo hành lên tới 7 năm hoặc 160.000 km cho xe, tùy điều kiện nào đến trước, và 8 năm không giới hạn km cho pin. Cùng các dịch vụ hỗ trợ tại chỗ như cứu hộ 24/7, sửa chữa lưu động, sạc pin lưu động. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vừa qua, tỷ phú Phạm Nhật Vượng khẳng định sẽ không có chuyện buông bỏ VinFast. Từ lâu tôi đã nói VinFast là dự án mà chúng ta làm vì trách nhiệm xã hội. Chúng ta muốn đóng góp cho đất nước một nền thương hiệu thực sự đẳng cấp trên trường quốc tế. VinFast không chỉ mong muốn sản xuất được xe, bán được xe mà còn muốn tiến lên bước vào top đầu về xe trên thế giới. Chúng tôi phải dồn hết tất cả mọi nguồn lực, giống như cách đây 70 năm cha anh chúng ta đã nói trong chiến dịch Điện Biên Phủ, tất cả cho tiền tuyến, tất cả cho chiến thắng. Thì bây giờ chúng ta cũng có slogan đấy, tất cả cho VinFast, tất cả cho chiến thắng. Không thể có câu chuyện buông bỏ VinFast, bởi đây không còn là câu chuyện kinh doanh nữa, mà đây là câu chuyện đẳng cấp, trách nhiệm của chúng ta. VinFast là sứ mệnh, danh dự và tương lai của Vingroup, nên chúng tôi không bao giờ buông. VinFast nhận 27.649 đơn đặt cọc xe VF3 chỉ sau 66 giờ mở bán. Hà Nội ngày 16 tháng 5 năm 2024, VinFast công bố đã có 27.649 đơn đăng ký mua xe VF3 chỉ sau 66 giờ mở nhận đặt cọc sớm, đạt kỷ lục chưa từng có trên thị trường ô tô. Đặc biệt, 100% đơn hàng đều không được hoàn hủy hoặc chuyển nhượng, khẳng định sức hút ấn tượng, xứng tầm là mẫu xe quốc dân tại Việt Nam. Bên cạnh doanh số kỷ lục, VF3 cũng trở thành từ khóa đứng đầu các bảng xếp hạng xu hướng và là chủ đề được thảo luận nhiều nhất trên các nền tảng truyền thông mạng xã hội kể từ khi VinFast công bố nhận cọc. Sức hút của VF3 đến từ mức giá đặc biệt chỉ 235 triệu đồng thuê pin và 315 triệu đồng kèm pin áp dụng cho các khách hàng đăng ký từ 6 giờ ngày 13 tháng 5 đến hết ngày 15 tháng 5 năm 2024. Đây là mức giá lý tưởng, tạo điều kiện cho đông đảo người dân sở hữu ô tô, nâng tầm chất lượng sống với kinh phí ban đầu rất hợp lý. Cụ thể, khách hàng chỉ cần đối xứng từ 50 đến 70 triệu đồng, số tiền còn lại sẽ được hỗ trợ vay và trả góp với tổng gốc và lãi hàng tháng chỉ hơn 2 triệu đồng trong vòng 8 năm.
Trường hợp khách hàng thanh toán toàn bộ, chi phí mua VF3 cũng chỉ bằng một nửa so với mẫu ô tô xăng đang có giá thấp nhất trên thị trường hiện tại. Bên cạnh sức hút về giá, doanh số kỷ lục của VinFast VF3 cũng đến từ sự đột phá trong phương thức bán hàng. Lần đầu tiên tại Việt Nam, sản phẩm ô tô được giao dịch trên các nền tảng thương mại điện tử như Shopee, VinID cũng như chốt đơn thông qua 9 phiên livestream do 15 người có ảnh hưởng với cộng đồng KOLs phối hợp thực hiện. Cuộc cách mạng trong phương thức bán hàng đã đưa VF3 trở thành mẫu xe đầu tiên đạt được lượng đơn đặt hàng trực tuyến vượt 50% tổng số đơn hàng, đánh dấu sự phát triển vượt bậc của mô hình kinh doanh O2O, Online Trust Offline, cũng như vai trò tiên phong của VinFast tại thị trường ô tô Việt Nam. Đáp lại tình cảm và sự ủng hộ nồng nhiệt của khách hàng, bà Dương Thị Thu Trang, Tổng Giám đốc VinFast thị trường Việt Nam cho biết, kết quả 27.649 đơn đăng ký mua xe chỉ sau 66 giờ là minh chứng cho thấy sự ủng hộ mạnh mẽ và tin tưởng của người dân với thương hiệu ô tô Việt. VinFast vô cùng biết ơn tình cảm và sự yêu thương của khách hàng với dòng sản phẩm VF3 nói riêng và thương hiệu VinFast nói chung. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để xứng đáng với tình cảm đặc biệt này và mong sẽ tiếp tục nhận được sự chung tay, đóng góp của mọi người trong hành trình phát triển thành thương hiệu Việt Nam đẳng cấp hàng đầu thế giới. Hy vọng tất cả chúng ta có thể thể hiện được sự mãnh liệt tinh thần Việt Nam. Tương tự các mẫu ô tô điện khác của VinFast, VF3 cũng được áp dụng chính sách bảo hành chính hãng tốt bậc nhất thị trường với thời hạn 7 năm hoặc 160.000 km cho xe, tùy điều kiện nào đến trước và 8 năm không giới hạn km cho pin. Dự kiến những chiếc VinFast VF3 đầu tiên sẽ được bàn giao cho khách hàng từ tháng 8 năm 2024 và sẽ có tối thiểu 20.000 xe được bàn giao trong năm nay. Quy hoạch lắp mới gần 1.000 trạm sạc ngay năm nay, VinFast sẵn sàng hạ tầng để VF3 chạy đầy đường. Mạng lưới sạc được quy hoạch 150.000 cổng, hệ thống xưởng dịch vụ, showroom và nhà phân phối phủ khắp 63 tỉnh thành, mang tới sự thuận tiện tối đa cho người dùng xe điện là một trong những lý do khiến số lượng người đếm ngược đến ngày VinFast VF3 mở cọc sớm tăng liên tục trong những ngày qua. Sạc xe điện, tiện thêm tiện với số lượng trạm sạc khủng. Những ngày vừa qua, thông tin VinFast nhận đặt cọc sớm mẫu VF3 từ ngày 13 tháng 5 ngay lập tức khiến cộng đồng những người yêu xe bùng nổ, cùng với lượng thảo luận rầm rộ về thiết kế ấn tượng, bảng màu đa dạng và giá thành hợp lý, thì lượng tìm kiếm thông tin về cách thức sạc, hệ thống trạm sạc, mạng lưới xưởng dịch vụ của VinFast trên cả nước cũng tăng vọt. Theo thông tin từ hãng, VinFast VF3 sở hữu bộ pin lithium-ion có dung lượng khả dụng 18,64 kWh, cho phép quãng đường di chuyển sau một lần sạc đầy lên tới 210 km, theo tiêu chuẩn ENDC. Ngoài ra, xe cũng tích hợp tính năng sạc nhanh, có thể sạc từ 10% lên 70% trong khoảng 36 phút. Như vậy, khách hàng có thể sử dụng nguồn điện gia dụng 220 V để sạc VF3 tại nhà hoặc sạc nhanh tại các trụ sạc công suất cao được VinFast phủ khắp 63 tỉnh thành trên cả nước. Dùng xế hộp tiện như dùng điện thoại, có thể thoải mái tiếp nhiên liệu ở bất cứ đâu, rất đơn giản. Hơn nữa, VF3 có thiết kế nhỏ gọn nên cũng vừa vặn hơn khi đỗ trong nhà. Tối về cắm sạc là hôm sau đi thoải mái. Anh Đinh Thành, một chủ xe VF5 Plus tại Hà Nội bình luận. Đồng thời, anh Thành cũng chia sẻ thêm, người dùng VF3 có thể tận dụng được toàn bộ lợi thế cơ sở hạ tầng trạm sạc công cộng với quy hoạch 150.000 cổng sạc phủ rộng khắp 63 tỉnh thành của VinFast. Theo thống kê, hiện tại trên 125 tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, cao tốc, chủ xe đều có thể dễ dàng tìm thấy trụ sạc với khoảng cách trung bình giữa hai điểm sạc là 65 km. Trong đô thị, khoảng cách này chỉ là 3,5 km giữa mỗi điểm sạc. Theo một nguồn tin đáng tin cậy, riêng trong năm 2024, số lượng trạm sạc VinFast quy hoạch lắp mới là gần 1.000 trạm, càng mang tới sự tiện lợi hơn đáng kể cho người dùng xe điện. So với đối thủ cùng phân khúc là Holing Hongwa Mini EV, vốn chỉ có thể sạc tại nhà, chỉ phù hợp với nhu cầu di chuyển ngắn, giới quan sát đánh giá, đây là một trong những ưu thế cạnh tranh lớn giúp VinFast sẽ ngay lập tức làm chủ cuộc chơi tại phân khúc xe điện mini. Đặc biệt, hạ tầng xe điện Việt Nam được dự báo sẽ ngày càng mở rộng khi mới đây tỷ phú Phạm Nhật Vượng, chủ tịch tập đoàn Vingroup đã công bố thành lập công ty phát triển trạm sạc toàn cầu Vigreen, đầu tư thêm 10.000 tỷ đồng để xây mới, nâng cấp và hoàn thiện hệ thống trạm sạc VinFast đang có trong vòng 2 năm tới, đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia có mật độ trạm sạc xe điện lớn nhất thế giới. Chủ xe hưởng lợi từ mạng lưới phân phối xưởng dịch vụ dày đặc. Ngoài ra, để đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng, các dịch vụ hậu mãi cũng được VinFast đầu tư bài bản và phát triển mạnh mẽ.
Hiện tại VinFast đã đưa vào hoạt động mạng lưới showroom, nhà phân phối và xưởng dịch vụ tại tất cả 63 tỉnh thành phố trên toàn quốc. Quy mô và chất lượng các cơ sở đều chuyên nghiệp, đạt tiêu chuẩn quốc tế trong bối cảnh lượng xe điện lưu thông tăng mạnh. VinFast cũng đang tuyển đại lý ủy quyền phân phối xe ô tô điện để mở rộng hệ thống, tăng trải nghiệm cho khách hàng. Đặc biệt, cam kết xưởng dịch vụ không ngày nghỉ, phục vụ liên tục từ 8 giờ đến 21 giờ mỗi ngày, ngay cả cuối tuần của VinFast được khách hàng xe điện hiện hữu đánh giá rất cao. Đặc biệt với nhóm khách hàng làm văn phòng kinh doanh thường ít có thời gian đi bảo dưỡng kiểm tra xe. Từ khi mua xe VinFast, mới thấy dịch vụ hậu mãi có thể tốt như thế nào. Tôi làm giờ hành chính, rất khó để dứt việc ra đem xe đi bảo dưỡng. Ngày cuối tuần mà nhân viên ở xưởng dịch vụ vẫn phục vụ rất tận tình, chu đáo. Anh Mạnh Hùng, chủ xe VF8 ở Hà Nội chia sẻ. Anh cũng cho biết thêm, sắp tới dự định sẽ mua thêm một chiếc VF3 cho vợ sử dụng. Cấu tạo xe điện đơn giản hơn hẳn xe xăng, nên bà xã đỡ phải lo về thay dầu nhớt gì cả. Đến kỳ bảo dưỡng thì có ứng dụng VinFast nhắc đem xe đi, đến nơi các bạn ở xưởng lo hết. Anh hoàn toàn yên tâm về chất lượng dịch vụ của VinFast. Theo thông tin chính thức, VinFast VF3 áp dụng thời hạn bảo hành 7 năm hoặc 160.000 km và bảo hành 8 năm không giới hạn đối với pin, chính sách tốt nhất thị trường hiện nay. Ngoài ra, khách hàng được hưởng những chính sách hậu mãi ưu việt của VinFast như sạc pin, sửa chữa lưu động, cứu hộ 24/7 trong suốt thời hạn bảo hành. Có thể thấy, với đa dạng các giải pháp sạc, hệ thống hạ tầng chạm sạc được đầu tư kỹ lưỡng, mạng lưới phân phối sử dịch vụ dày đặc cùng dịch vụ hậu mãi ấn tượng, những tân chủ nhân VF3 sẽ có trải nghiệm dùng xe càng thêm trọn vẹn. Trên thực tế, những ngày qua, ghi nhận tại nhiều showroom và nhà phân phối, lượng khách quan tâm hỏi thông tin về VF3 tăng rất mạnh, đặc biệt khi nhiều nguồn thông tin cho biết mẫu xe này sẽ bắt đầu được bàn giao từ tháng 8. Mẫu Medica đô thị này được dự đoán sẽ ngày càng được ưa chuộng, trở thành chiếc xe điện quốc dân và thống trị phân khúc trong thời gian tới. Từ ngày 13 đến 15 tháng 5 năm 2024, khách hàng đặt cọc sớm mua VF3 qua website www.vinfastauto.com.vn hoặc trực tiếp tại các showroom. Đại lý ủy quyền của VinFast trên toàn quốc sẽ được hưởng mức giá ưu đãi 235 triệu đồng với bản thuê pin và 315 triệu đồng với bản mua pin. Áp dụng chính sách ưu đãi trong khuôn khổ chiến dịch Mãnh liệt tinh thần Việt Nam, khách hàng có thể mua xe trả góp trong vòng 8 năm với tỷ lệ vay lên tới 70-80% và lãi suất hấp dẫn nhất trên thị trường, với mức tiền trả gốc và lãi hàng tháng chỉ từ khoảng hơn 2 triệu đồng một tháng. VF3, chi phí sở hữu cực rẻ, 20.000 xe tới tay khách hàng ngay năm nay. Với giá bán ưu đãi từ 235 triệu đồng áp dụng cho giai đoạn cọc sớm từ 13 đến 15 tháng 5, khách hàng chỉ cần trả góp hơn 2 triệu một tháng là có thể sở hữu mẫu mini car đô thị đang dậy sóng trên thị trường. VinFast VF3 càng hút khách hơn khi hãng dự kiến sẽ bàn giao 20.000 xe ngay trong năm 2024. VinFast cho biết VF3 có giá bán lần lượt là 235 triệu đồng với bản thuê pin và 315 triệu đồng bản kèm pin, áp dụng trong 3 ngày đầu mở bán, từ 6 giờ ngày 13 tháng 5 đến hết ngày 15 tháng 5. Sau đó, giá xe sẽ về mức niêm yết là 240 triệu đồng thuê pin và 322 triệu đồng bao gồm pin. Khách hàng có thể mua VF3 theo hai hình thức, trả góp hoặc trả thẳng 100% giá trị xe. Cả hai hình thức đều được VinFast áp dụng những ưu đãi đặc biệt, đảm bảo lợi ích cao nhất cho người tiêu dùng. Sở hữu xe chỉ từ hơn 2 triệu đồng một tháng. Trong khuôn khổ chiến dịch Mãnh liệt tinh thần Việt Nam lần 2, khách hàng có thể mua xe trả góp VF3 theo phương pháp vay niên kim cố định. Mỗi tháng khách hàng trả một số tiền không đổi, bao gồm gốc và lãi. Với phương pháp này, khách hàng mua VF3 trả góp sẽ được hỗ trợ vay tới 70% giá xe, thời hạn vay lên tới 8 năm. Lãi suất tối đa là 5% trong 2 năm đầu, 8% trong 3 năm tiếp theo và 9,5% trong 3 năm cuối. Cụ thể, nếu chọn phương án mua xe thuê pin giá 235 triệu đồng, khách hàng chỉ cần trả trước 70,5 triệu đồng nếu vay 70% giá trị xe. Số tiền gốc và lãi mỗi tháng là 2,23 triệu đồng. Ngoài ra, khách hàng chỉ cần dự trù thêm chi phí thuê pin hàng tháng, dao động từ 900.000 đồng cho quãng đường di chuyển dưới 1.500 km, 1,2 triệu đồng cho quãng đường tối đa 2.500 km đến 2 triệu đồng cho quãng đường trên 2.500 km. Với khách hàng mua xe kèm pin giá 315 triệu, nếu vay 70% giá trị xe thì mức trả trước là 94,5 triệu đồng, chi trả hàng tháng cả gốc và lãi chỉ còn 2,98 triệu đồng. VF3 thuê pin giá niêm yết 235 triệu đồng và VF3 mua pin giá niêm yết là 315 triệu đồng. Mức trả góp này áp dụng cho khách làm hồ sơ vay tại các ngân hàng như Vietinbank, Vietcombank, BIDV, Techcombank, v.v.
Cùng giá trị vay, thời hạn vay và lãi suất cho vay như trên, ngoài phương pháp vay niên kim cố định, VinFast còn áp dụng thêm hình thức dư nợ giảm dần cho khách hàng mua trả góp VF3 với tỷ lệ vay lên đến 70-80%. Với phương pháp này, nếu vay 80%, khách hàng sẽ trả trước một phần tiền mua xe là 47 triệu đồng. Phần còn thiếu sẽ vay ngân hàng, rồi hàng tháng trả dần cho ngân hàng cả gốc và lãi theo phương thức trừ lùi trong suốt thời gian trả góp. Ưu đãi giảm 4% khi trả thẳng 100% giá trị xe. Đối với khách hàng mua VF3 theo hình thức trả thẳng, nhà sản xuất VinFast sẽ áp dụng ưu đãi giảm trực tiếp 4%, tương đương 9,4 đến 12,6 triệu đồng vào giá trị xe. Do xe điện được miễn phí 100% lệ phí trước bạ, nên chi phí lăn bánh của VF3 chỉ còn từ 227,9 triệu đồng đối với bản thuê pin tùy địa phương, bằng một nửa so với nhiều mẫu xe xăng hạng A trên thị trường. Chi phí này đã bao gồm lệ phí cấp biển số, dao động từ 200.000 đến 20 triệu đồng tùy khu vực, bảo hiểm trách nhiệm dân sự 1 năm 1,56 triệu đồng, chi phí bảo trì đường bộ 1 năm 437.000 đồng. Cùng các khoản lệ phí liên quan tới đăng kiểm lần đầu đối với xe mới áp dụng từ ngày 15 tháng 6 khoảng 140.000 đồng. Dòng xe VF3 thuê pin, giá đặt cọc từ ngày 13 tháng 5 đến 15 tháng 5 là 225,6 triệu đồng. Giá lăn bánh tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là 247,7 triệu đồng. Giá lăn bánh tại các tỉnh khác từ 227,9 triệu đồng. Dòng xe VF3 kèm pin, giá đặt cọc từ ngày 13 tháng 5 đến 15 tháng 5 là 302,4 triệu đồng. Giá lăn bánh tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh 324,5 triệu đồng. Giá lăn bánh tại các tỉnh khác từ 304,7 tỷ đồng. Có thể thấy, dù là hình thức trả góp hay trả thẳng 100% giá trị xe, khách hàng vẫn là những người được hời nhất khi chốt mua VinFast VF3 trong thời điểm này với mức giá chỉ từ 235 triệu đồng, rất dễ dàng để tiếp cận số đông người dùng. VF3 hứa hẹn sẽ trở thành mẫu xe điện quốc dân trong thời gian tới. Đặc biệt, ngoài ưu đãi về giá, khách hàng đặt cọc sớm VF3 trong 3 ngày từ 13 đến 15 tháng 5 còn được miễn phí lựa chọn 5 màu ngoại thất nâng cao. Sau thời gian trên, các màu này sẽ có mức giá cao hơn 8 triệu đồng. Đồng thời, 6.868 chiếc VF3 đầu tiên sẽ được khắc tên Crystal Edition và đánh số thứ tự đặt cọc trên xe, biến chiếc xe của mỗi khách hàng trở thành độc bản, hoàn toàn không đụng hàng trên thị trường. VinFast cũng cung cấp thêm tùy chọn tự thiết kế màu sơn và họa tiết trang trí ngoại thất chỉ với 15 triệu đồng và sẽ hỗ trợ khách hàng làm thủ tục đăng kiểm xe theo màu sơn bản giao. Dự kiến những chiếc xe đầu tiên sẽ được bàn giao tới khách hàng từ tháng 8 năm 2024. Lãnh đạo hãng cũng cho biết, ngay trong năm 2024, dự kiến 20.000 chiếc VF3 sẽ tới tay khách hàng. Nhằm mang tới tiện lợi tối đa cho khách hàng, VinFast triển khai mở cọc VF3 thông qua nhiều hình thức trực tuyến trên website vinfastauto.com và các nền tảng thương mại điện tử Shopee, VinID hoặc trực tiếp tại các showroom đại lý ủy quyền của VinFast trên toàn quốc với mức cọc duy nhất là 15 triệu đồng, không hoàn hủy. Tất tần tật ưu đãi đặc biệt cho khách hàng khi đặt cọc sớm VF3. Càng gần giờ mở cọc VinFast VF3, 6 giờ sáng ngày 13 tháng 5, mẫu Medica nhà VinFast càng nhận được lượng quan tâm lớn của cộng đồng người tiêu dùng. Đặc biệt, khách hàng đặt cọc sớm trong 3 ngày, từ 13 tháng 5 đến 15 tháng 5 sẽ nhận được hàng loạt ưu đãi hấp dẫn. Giá ưu đãi hấp dẫn, miễn phí màu nâng cao. Thời điểm đặt cọc VF3 đã cận kề, lượng thảo luận tìm kiếm thông tin về mẫu xe quốc dân tương lai đang tăng đột biến. Nhiều khách hàng muốn sớm xếp chỗ để nhận hàng loạt ưu đãi cho khách hàng đặt cọc sớm. Theo thông tin chính thức từ VinFast, từ 6 giờ ngày 13 tháng 5 đến hết ngày 15 tháng 5, VinFast VF3 sẽ có mức giá ưu đãi 235 triệu đồng một xe chưa bao gồm pin và 315 triệu đồng một xe đã kèm pin. Sau thời gian đặt cọc đợt sớm, mức giá chính thức dành cho VF3 tương ứng lần lượt là 240 triệu đồng một xe với bản thuê pin và 322 triệu đồng một xe kèm pin cho 4 màu ngoại thất cơ bản. Xe có 9 tùy chọn màu ngoại thất. Ngoài 4 màu ngoại thất cơ bản là xanh, trắng, đỏ và xám, VinFast cung cấp thêm 5 lựa chọn màu ngoại thất nâng cao là vàng nóc trắng, xanh lá, hồng tím, xanh nhạt nóc trắng và hồng phấn nóc trắng với mức giá cao hơn 8 triệu đồng. Tuy nhiên, khách hàng đặt cọc sớm có thể thoải mái lựa chọn 9 màu sắc mà không mất thêm chi phí. Tổng cộng, khi đặt cọc sớm, khách hàng có thể tiết kiệm từ 5 đến 15 triệu đồng đối với phiên bản kèm pin có màu ngoại thất nâng cao. Ngoài ra, VinFast cũng cho phép khách hàng lựa chọn màu sơn và họa tiết trang trí theo nhu cầu và sở thích cá nhân không giới hạn với 15 triệu đồng.
hãng cũng hỗ trợ khách hàng thực hiện thủ tục đăng kiểm với màu xe đã chọn. Đây là một trong những đặc quyền gây mong chờ với khách hàng, bởi hiếm có hãng xe nào trên thị trường có chính sách tương tự, đặc biệt là với một mẫu xe hạng phổ thông. Săn phiên bản đặc biệt cho 6.868 khách đầu tiên. Với những khách hàng đặt cọc sớm, VinFast dành thêm đặc quyền gây sốt khác khi 6.868 chiếc xe đầu tiên sẽ được khắc tên Greater Edition và đánh số thứ tự đặt cọc trên xe. Đây là những chi tiết điểm nhấn thú vị, biến chiếc xe của mỗi khách hàng Early Bird trở thành độc bản không đụng hàng trên thị trường. Nhằm mang tới tiện lợi tối đa cho khách hàng, VinFast triển khai mở cọc VF3 thông qua nhiều hình thức, trực tuyến trên website reserve.vinfastauto.com và các nền tảng thương mại điện tử như Shopee, VinID hoặc trực tiếp tại các showroom, đại lý ủy quyền của VinFast trên toàn quốc với mức cọc duy nhất là 15 triệu đồng, không hoàn hoặc hủy. Ngoài lợi ích về chi phí, đặt cọc sớm sẽ khiến khách hàng trở thành những chủ xe đầu tiên của VF3 trên toàn cầu. Dự kiến, hãng sẽ bắt đầu bàn giao VF3 từ tháng 8 năm 2024. Vì thế, trên nhiều hội nhóm ô tô, giới mê xe đang rục rịch rủ nhau xếp hàng để ghi danh sớm. Sở hữu ô tô dễ chưa từng thấy, trả góp chỉ hơn 2 triệu đồng một tháng. Mức giá chỉ bằng khoảng một nửa giá xe xăng tương đương. VinFast VF3 được dự đoán sẽ trở thành mẫu xe quốc dân mới trên thị trường Việt Nam. Đặc biệt hơn nữa, hãng xe Việt thông báo chính thức áp dụng chính sách trả góp từ chiến dịch mãnh liệt tinh thần Việt Nam cho khách hàng mua VF3. Cụ thể, người mua được vay tới 70-80% trong vòng 8 năm mà không lo lãi suất thả nổi. Người dùng chỉ phải trả trước khoảng 70 triệu đồng để nhận xe, sau đó trả tiền gốc lãi ngân hàng chỉ hơn 2 triệu đồng một tháng với trường hợp mua xe thuê pin và vay 70%. Bên cạnh chi phí sở hữu dễ tiếp cận số đông nhất, ngay cả với sinh viên, người trẻ mới đi làm, VinFast VF3 còn được giới chuyên gia xe đánh giá rất cao về thiết kế, trang bị và vận hành. Về tổng thể, VF3 có kích thước 3190, 1679 và 1622mm, chiều dài cơ sở 2075mm, khoảng sáng gầm xe 191mm cho khả năng di chuyển linh hoạt ở đa dạng địa hình. Xe được trang bị động cơ điện có công suất tối đa 32kW, môi men xoắn cực đại 110Nm, kết hợp cùng hệ dẫn động cầu sau, định vị là mẫu xe đô thị, VF3 có thể di chuyển lên tới 210km sau một lần sạc đầy, theo tiêu chuẩn NEDC. Trang bị nổi bật có thể kể đến màn hình giải trí cảm ứng 10 inch, cần số dạng lẫy gạt đặt sau vô lăng theo phong cách các dòng xe sang, cổng kết nối USB, khoang chứa đồ có thể tích lên tới 285 lít khi gập phẳng hàng ghế sau và tải trọng hành lý 50kg trên nóc xe. Cũng như các dòng ô tô điện khác của VinFast, VF3 được áp dụng chính sách bảo hành lên tới 7 năm hoặc 160.000km cho xe tùy điều kiện nào đến trước và 8 năm không giới hạn km cho pin. Cùng các dịch vụ hỗ trợ tại chỗ như cứu hộ 24/7, sửa chữa lưu động, sạc pin lưu động. Hiện landing page nhận cọc VF3 đã được mở để khách hàng điền trước thông tin cơ bản, bao gồm thông tin cá nhân, tùy chọn màu sắc xe, tùy chọn màu đặc biệt. Những thông tin này sẽ được lưu lại để tới giờ chính thức mở nhận cọc, 6 giờ sáng mai ngày 13 tháng 5 năm 2024. Khách hàng chỉ cần truy cập lại landing page và hoàn thành bước cuối cùng là tiến hành thanh toán để được ghi nhận là đặt cọc thành công. Điều này sẽ giúp khách hàng tiết kiệm thời gian để có cơ hội là những người đầu tiên nhận con số giới hạn. Cần lưu ý việc điền thông tin trước ngày 13 tháng 5 chỉ được xác nhận là đăng ký đặt cọc thành công và chưa được công nhận là đặt cọc thành công. Thị trường ô tô nóng chưa từng thấy khi VinFast mở cọc xe điện quốc dân VF3. Hiếm khi nào thị trường ô tô Việt lại sôi động như những ngày qua với từ khóa VF3, đặc biệt khi VinFast chính thức nhận đặt cọc sớm mẫu Minica điện này từ 13 tháng 5 đến 15 tháng 5 năm 2024. 20.000 xe VF3 dự kiến được giao ngay trong năm 2024. Theo ghi nhận, nhiệt lượng từ VF3 đang tăng theo phút khi từ khóa VinFast VF3 và những hình ảnh nhỏ mà có võ của mẫu Minica tràn ngập trên mạng xã hội. Đặc biệt mới đây, lãnh đạo VinFast chia sẻ thông tin hãng dự kiến sẽ bàn giao cho khách hàng 20.000 xe VF3 ngay trong năm 2024. Có cảm giác như ai cũng xếp hàng đi mua VF3, anh Trần Đức Lộc ở Thanh Xuân, Hà Nội dí dỏm. Anh Lộc cho biết, từ sáng đầu tuần ngày 13 tháng 5 đến thời điểm VinFast mở cọc VF3, cả cơ quan anh đã xôn xao. Chính anh cũng không ngờ lướt Facebook mà gặp không ít bạn bè, người quen, thậm chí có họ hàng ở tỉnh khác cũng khoe ảnh đã cọc thành công chiếc xe điện đô thị cỡ nhỏ của VinFast. Chưa từng thấy một mẫu xe nào có thể khiến cộng đồng người dùng phát sốt thế, anh Lộc nói. Dù không nhanh tay bằng nhiều người khác, nhưng anh cho biết cuối ngày đầu tiên anh đã đặt cọc thành công. Với anh, đây không phải là quyết định theo số đông
mà gia đình anh thực tế có nhu cầu một chiếc xe nhỏ gọn để vợ anh tiện đi lại trong phố, đón con hay đi chơi những khi rỗi rãi. Đặc biệt, anh đã nghiên cứu kỹ, việc đặt cọc sớm khiến anh được lời không nhỏ. Đầu tiên về giá, chiếc VF3 kèm pin anh chọn có mức giá chỉ 315 triệu đồng, rẻ hơn 7 triệu đồng so với giá niêm yết sau thời gian đặt cọc sớm. Ngoài ra, gia đình anh cũng được thoải mái chọn lựa trong 9 màu của VF3, hoàn toàn không mất phí. Vợ anh thương nhớ một chiếc VF3 màu hồng phấn nóc trắng ngay trong lần đầu nhìn bảng màu của chiếc Minica. Không chỉ được lựa chọn màu độc, việc vào cọc sớm đã giúp anh Lộc tiết kiệm thêm 8 triệu đồng. Sau ngày 15 tháng 5, tức là qua 3 ngày đặt cọc sớm, khách hàng muốn chọn 5 màu nâng cao gồm vàng nóc trắng, xanh lá, hồng tím, xanh nhạt nóc trắng và hồng phấn nóc trắng phải bỏ thêm số tiền trên. Tính sơ sơ, tôi đã tiết kiệm được 15 triệu đồng. Với mức giá khoảng 300 triệu đồng thì việc cọc sớm đã bỏ túi khoảng 5%, anh Lộc nói. Trên nhiều diễn đàn, không ít thành viên còn háo hức đặt cọc để được làm một trong những người đầu tiên được biến hóa màu sơn và họa tiết trang trí trên chiếc xe cá nhân. Nhiều người còn chia sẻ trước những ý tưởng sẽ thực hiện trên chiếc VF3 để thể hiện sở thích và cá tính bản thân. Đã tự do chọn màu sắc, được tùy biến trang trí, lại được hỗ trợ đăng kiểm theo đúng màu sơn bàn giao thì đúng là chỉ có khách hàng của VinFast. Một thành viên tên Phạm Huy viết trên diễn đàn hơn 50.000 người có chung niềm yêu thích với xe điện. Những trải nghiệm chỉ có với VF3. Nhiều diễn đàn hội nhóm không chỉ tràn ngập màu sắc rực rỡ của những chiếc VF3 mà còn bởi những hình ảnh do chính người dùng chế về số thứ tự đặc biệt chỉ có trên mẫu xe nhà VinFast. Thực tế, ngay trong sáng 13 tháng 5, ngoài sóng khoe cọc, nhiều khách hàng cũng chia sẻ sự tò mò về số thứ tự của bản thân. Theo VinFast, 6.868 khách đặt cọc sớm nhất sẽ được khắc tên Crystal Edition và đánh số thứ tự đặt cọc trên xe. Đây là yếu tố độc bản khiến nhiều khách hàng rất thích thú, bởi không gì thú vị hơn khi được sở hữu một chiếc xe hoàn toàn không đụng hàng. Tưởng như chỉ phiên bản giới hạn của các hãng như Hermes hay Ferrari mới được đánh số, nếu số thứ tự bất ngờ trùng với ngày sinh hay những con số thuộc về bản thân thì quá hạnh phúc. Anh Lê Trung Hòa Hiệp, một khách hàng tại thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ. Anh Hiệp cũng là một trong những khách hàng đã có mặt tại showroom VinFast từ sớm để tận tay đặt cọc. Với anh Hiệp, mẫu VF3 đặc biệt phù hợp với đô thị như thành phố Hồ Chí Minh. Chiếc xe cỡ nhỏ giúp việc luồn lách giữa những con phố nhỏ, đông đúc, tự tin hơn. Thậm chí với khoảng sáng gầm tốt lên tới 191mm, chiếc VF3 hoàn toàn đủ sức vượt qua các dòng cung đường xấu hay ngập nước, vốn là điều thường thấy ở thành phố phía Nam. Quãng đường di chuyển lên tới 210km cũng vượt quá mong đợi của anh Hiệp. Anh đã nghiên cứu một số dòng xe của nhiều thị trường nhưng không đạt con số như vậy. Ngoài ra, hệ thống sạc điện đã rộng khắp của VinFast là điểm tựa lớn giúp các chủ xe điện trong tương lai như anh yên tâm. Sạc nhanh chỉ mất khoảng hơn 30 phút bằng thời gian ngồi thưởng thức một cốc cà phê vỉa hè. Nếu mua xe hãng khác thì không thể có đặc quyền ấy được, anh nói. Vị khách hàng này đánh giá VF3 sẽ là một trong những bom tấn nóng nhất năm nay khi ngoài những ưu điểm về thiết kế, vận hành, chiếc minicar của VinFast còn đặc biệt dễ tiếp cận. Ngoài mức giá tốt chỉ bằng một nửa xe xăng phân khúc thấp nhất, người dùng nếu thanh toán 100% sẽ được chiết khấu thêm 4%, giúp mức giá đã rẻ lại càng rẻ. Đặc biệt, khách hàng có thể lựa chọn trả góp với chương trình Mãnh liệt tinh thần Việt Nam lần 2. Anh Hiệp đã được nhân viên showroom tư vấn về việc chỉ cần thanh toán khoản trả trước khoảng 47 đến 70 triệu đồng để sở hữu xe, số tiền trả góp hàng tháng gồm cả gốc và lãi khoảng trên 2 triệu đồng. Số tiền hoàn toàn phù hợp với thu nhập của anh. Nhiều khách đặt cọc sớm, thậm chí đã tính toán trước chi phí sử dụng của chiếc VF3. Theo đó, nếu bao gồm cả chi phí thuê bao, số tiền chi trên mỗi km của chủ xe chỉ khoảng 900 đồng, khoảng 50% so với các mẫu xe xăng trên thị trường và tương đương nhiều mẫu xe máy tay ga. Đây là con số đã được nhiều chủ xe điện tại Việt Nam xác nhận với kinh nghiệm sử dụng thực tế thời gian qua. Xe dự kiến bắt đầu giao từ tháng 8, tức là chỉ khoảng 3 tháng nữa. Hy vọng tôi sẽ là một trong những người sở hữu sớm nhất, anh Hiệp hào hức. Tạo ngay clip intro quảng cáo ngắn ấn tượng để phục vụ cho quảng cáo YouTube, Google Ads, Facebook Ads. Sử dụng để trang trí cover Facebook, website với mức giá chỉ 1 triệu đồng. Liên hệ Zalo 0964002593 hoặc truy cập website quảngcaoitb.com để biết thêm chi tiết. Tỷ phú Phạm Nhật Vượng mang VinFast VF3 lên bán trên Shopee. Số lượng đơn chốt gây bất ngờ. Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đánh giá VinFast VF3 không chỉ đẹp dành cho người nội trợ mà thanh niên ngầu cũng có thể đi.
Mới đây, tài khoản chính thức của VinFast trên sàn thương mại điện tử Shopee đã đăng tải việc nhận đặt cọc mẫu xe điện mini VinFast VF3, chiếc xe đang làm mưa làm gió trên thị trường Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Cụ thể, tài khoản hãng xe của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ nhận cọc trước 15 triệu trước khi cho mẫu xe điện mini này và thanh toán số còn lại khi bàn giao xe. Kể từ ngày 13 tháng 5, VinFast đã chính thức nhận cọc mẫu xe điện mini VF3. Cụ thể, từ 6 giờ ngày 13 tháng 5 đến hết ngày 15 tháng 5, VinFast VF3 có mức giá ưu đãi 235 triệu đồng một xe chưa bao gồm pin và 315 triệu đồng một xe kèm pin. Sau thời gian trên, giá bán của VF3 được điều chỉnh lần lượt là 240 triệu đồng một xe thuê pin và 322 triệu đồng một xe kèm pin cho 4 màu ngoại thất cơ bản. Theo ghi nhận của chúng tôi, có đủ các màu sắc để khách hàng có thể chọn lựa cho mẫu VinFast VF3 khi mua trên Shopee. Đặc biệt, người dùng có thể áp tất cả các mã giảm giá đã tích được khi cọc mua VF3 trên Shopee, qua đó có thể tiết kiệm được thêm một khoản. Đến hết ngày 14 tháng 5, đã có 4 đơn đặt cọc cho chiếc ô tô này trên sàn thương mại điện tử này. Về hình thức giao hàng, trên Shopee thông báo VinFast sẽ tự liên hệ để vận chuyển xe cho khách hàng. Rất có thể cách vận chuyển giao xe của VinFast sẽ tương tự như các phiên live của hãng trên TikTok, khi khách hàng sẽ được liên hệ đến showroom gần nhất để kiểm tra rồi lấy xe về. Đây là lần đầu VinFast hay một hãng xe bán một ô tô ngay trên sàn thương mại điện tử Shopee. Trước đó, VinFast mới chỉ bán đồ lưu niệm, xe máy, thiết bị sạc hay mô hình trên Shopee. Ngày 14 tháng 5, những chiếc xe VF3 bằng xưa bằng thịt đã được đem trưng bày tại nhà máy của hãng ở Hải Phòng để một nhóm media có thể trực tiếp sờ tận tay sản phẩm này. Theo thông tin từ VinFast, xe sẽ bắt đầu bàn giao đến tay người tiêu dùng vào tháng 8 năm 2024. Tham vọng của hãng là sẽ bàn giao khoảng 20.000 chiếc VF3 cho đến hết năm nay. Hãng sẽ kết thúc đợt đặt hàng đầu tiên vào ngày 15 tháng 5 này. Giá bán của xe giai đoạn này là 235 triệu thuê pin và 315 triệu kèm pin. Tại đại hội cổ đông thường niên của Vingroup diễn ra tháng 4 vừa qua, tỷ phú Phạm Nhật Vượng đánh giá VinFast VF3 không chỉ đẹp dành cho người nội trợ mà thanh niên ngầu cũng có thể đi. Tuy nhiên, giá cả của xe sẽ rất hợp lý. Đây là dòng xe phân khúc A và tạo ra sự hấp dẫn cạnh tranh trên thị trường. Từ Cà Phê F, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. VinFast chính thức nhận đặt cọc VF3 với nhiều đặc quyền hấp dẫn. Từ 6 giờ ngày 13 tháng 5 năm 2024, VinFast chính thức nhận đặt cọc cho mẫu xe điện thông minh VF3 với mức giá 235 triệu đồng với bản thuê pin và 315 triệu đồng bao gồm pin. Trong đó, 6.868 khách hàng đặt cọc trong 66 giờ đầu có cơ hội nhận phiên bản giới hạn Creator Edition với những chi tiết thiết kế đặc biệt. Xe dự kiến sẽ bắt đầu được bàn giao cho khách hàng từ tháng 8 năm 2024. Chương trình đặt cọc sớm với giá 235 triệu và 315 triệu đồng một xe cùng những ưu đãi vượt trội chỉ kéo dài trong 3 ngày, từ 6 giờ ngày 13 tháng 5 đến hết ngày 15 tháng 5 năm 2024. Sau 66 giờ đầu, giá xe sẽ em về mức niêm yết là 240 triệu đồng thuê pin và 322 triệu đồng bao gồm pin. Mức cọc trị giá 15 triệu đồng không hoàn hủy được áp dụng cho cả phương án mua xe thuê pin hoặc mua xe đã bao gồm pin. Trường hợp mua xe thuê pin, VinFast cung cấp cho khách hàng gói thuê pin theo 3 mốc quãng đường di chuyển trong tháng. Cụ thể, 900.000 đồng cho 1.500 km một tháng trở xuống, 1.200.000 đồng cho 1.500 đến 2.500 km một tháng và 2 triệu đồng cho 2.500 km một tháng trở lên. Để giúp cho khách hàng dễ dàng sở hữu xe, qua đó hiện thực hóa giấc mơ sở hữu ô tô của nhiều người Việt, VinFast cũng sẽ áp dụng chính sách ưu đãi hấp dẫn theo chương trình Mãnh liệt tinh thần Việt Nam lần 2 cho VF3. Cụ thể, khách hàng mua xe trả góp sẽ được hỗ trợ vay tới 70 đến 80% giá xe, thời hạn vay lên tới 8 năm và lãi suất tối đa trong 2 năm đầu chỉ 5% một năm. Nếu trả thẳng 100%, khách hàng sẽ được ưu đãi 4% giá xe. Ngoài giá bán và chính sách ưu đãi hấp dẫn, khách hàng đặt cọc sớm VF3 trong 66 giờ đầu còn được miễn phí lựa chọn 9 màu sơn ngoại thất ấn tượng với 4 màu cơ bản và 5 màu nâng cao. Sau giai đoạn trên, các màu sơn nâng cao sẽ tính thêm chi phí 8 triệu đồng. Đặc biệt, với mức phí 15 triệu đồng một xe, VinFast sẽ cá nhân hóa màu sơn xe theo yêu cầu, bao gồm cả họa tiết trang trí, đồng thời hỗ trợ khách hàng đăng kiểm theo đúng màu sơn xe bàn giao. Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam một mẫu xe phổ thông cung cấp dịch vụ, cộng thêm đi kèm là cá nhân hóa, mang đến cho khách hàng cơ hội thể hiện cá tính và sở hữu một chiếc xe như ý. Để tri ân khách hàng, VinFast sẽ dành tặng món quà bất ngờ cho 6.868 khách hàng may mắn đặt cọc sớm xe VF3.
Theo đó, sẽ có 6.868 chiếc xe phiên bản giới hạn được khắc dòng chữ Creator Edition ở ngoại thất, với số thứ tự được đánh từ 1 đến 6.868 bên trong nhằm đảm bảo tính độc bản cho từng chiếc xe. Khách hàng có thể đặt cọc trực tuyến tại website reserves.vinfastauto.com và các nền tảng thương mại điện tử như Shopee, VinID, hoặc trực tiếp tại các showroom, nhà phân phối VinFast trên toàn quốc. Thời gian bản giao xe dự kiến từ tháng 8 năm 2024. VF3 là mẫu xe phổ thông có giá hấp dẫn nhất giải sản phẩm VinFast. Xe có thể di chuyển 210 km sau khi sạc đầy, sạc pin từ 10% lên 70% chỉ trong vòng 36 phút, tăng tốc từ 0 đến 50 km/h trong vòng 5,3 giây và đạt vận tốc tối đa lên đến 100 km/h. Với bộ la răng hợp kim có kích thước lên tới 16 inch, VF3 sở hữu khoảng sáng gầm xe ấn tượng 191 mm, giúp dễ dàng di chuyển ở đa dạng địa hình. VF3 cũng được trang bị túi khí dành cho người lái, phanh đĩa phía trước cùng các công nghệ an toàn như chống bó cứng phanh ABS, hỗ trợ phanh khẩn cấp, hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Tuy là xe cỡ nhỏ, nhưng VF3 sở hữu màn hình giải trí cảm ứng cỡ lớn lên tới 10 inch, cùng cần gạt chuyển số sau vô lăng tương tự như trên, những mẫu xe sang mang tới trải nghiệm tiện nghi, ấn tượng cho người dùng. Cũng như các dòng ô tô điện khác của VinFast, VF3 được áp dụng chính sách bảo hành lên tới 7 năm hoặc 160.000 km cho xe tùy điều kiện nào đến trước và 8 năm không giới hạn km cho pin, cùng các dịch vụ hỗ trợ tại chỗ như cứu hộ 24/7, sửa chữa lưu động, sạc pin lưu động. Với việc mở bán thêm mẫu xe VF3, VinFast hiện là hãng xe điện duy nhất tại Việt Nam có giải sản phẩm đa dạng, phủ kín tất cả các phân khúc, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Hướng đến mục tiêu trở thành hãng xe có thị phần lớn nhất Việt Nam vào cuối năm nay, VinFast đang mạnh mẽ đầu tư mở rộng hệ thống showroom, nhà phân phối và hạ tầng trạm sạc, qua đó nâng cao trải nghiệm mua sắm và sử dụng xe của khách hàng. VinFast mang VF3 lên Shopee và livestream bán, gần 200 xe được bán qua livestream. Cứ mỗi 8,3 giây, có một người đặt cọc, ghi nhận doanh số hơn 415 tỷ đồng. Chỉ sau 66 giờ mở nhận đặt cọc sớm, ngày 16 tháng 5 năm 2024, VinFast chính thức công bố đã có 27.649 đơn đăng ký mua xe VF3. 100% đơn hàng đều không được hoàn hủy hoặc chuyển nhượng, một kỷ lục chưa từng có trên thị trường ô tô Việt Nam. Cùng xem lại những con số kỷ lục thần tốc mà VinFast VF3 đã tạo nên trong một khoảng thời gian ngắn này nhé. Doanh số kỷ lục trong một khoảng thời gian ngắn, với 27.649 đơn đăng ký mua xe được ghi nhận. Đặc biệt, 100% đơn hàng đều không được hoàn hủy hoặc chuyển nhượng. Với mỗi đơn đặt cọc sớm là 15 triệu đồng, VinFast VF3 đã đưa về doanh số kỷ lục gần 415 tỷ đồng chỉ sau 66 giờ. Như vậy, cứ mỗi 8,3 giây có một người đặt cọc thành công VinFast VF3. Có thể nói, sức hút của VF3 đến từ mức giá đặc biệt chỉ 235 triệu đồng cho gói thuê pin và 315 triệu đồng bản kèm pin, áp dụng cho các khách hàng đăng ký từ 6 giờ ngày 13 tháng 5 đến hết ngày 15 tháng 5 năm 2024. Đây là mức giá lý tưởng, tạo điều kiện cho đông đảo người dân sở hữu ô tô. Cụ thể, khách hàng chỉ cần đối ứng từ 50 đến 70 triệu đồng, số tiền còn lại sẽ được hỗ trợ vay và trả góp với tổng gốc và lãi hàng tháng chỉ hơn 2 triệu đồng trong vòng 8 năm. Trường hợp khách hàng thanh toán toàn bộ, chi phí mua VF3 cũng chỉ bằng một nửa so với mẫu ô tô xăng đang có giá thấp nhất trên thị trường hiện tại. Những con số đáng ao ước trên thị trường ô tô Việt Nam. Nhìn lại thị trường ô tô Việt Nam năm 2023 vừa qua đầy biến động khi cuộc đua giảm giá bán xe diễn ra rầm rộ qua mỗi tháng. Tuy nhiên, sức mua giảm khiến doanh số bán nhiều mẫu mã ô tô, ngay cả những mẫu xe góp mặt trong danh sách 10 ô tô bán chạy nhất cũng sụt giảm. Theo báo cáo bán hàng của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam VAMA cho thấy, hầu hết các mẫu xe góp mặt trong top 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam năm 2023, không có mẫu xe nào đạt doanh số bán hơn 20.000 xe. Mẫu xe bán chạy nhất 2023 tại thị trường Việt Nam là Mitsubishi Xpander, ghi nhận doanh số cả năm với hơn 19.740 xe. Tuy nhiên, VinFast VF3 xô đổ kỷ lục một cách dễ dàng chỉ sau gần 3 ngày mở bán với con số 27.649 xe, vượt qua con số cả năm của mẫu xe bán chạy nhất một cách dễ dàng, cho thấy cơn sốt VinFast VF3 tạo ra lớn đến cỡ nào. So sánh một cách tương quan hơn với Huling Hongwa Mini EV, chiếc ô tô điện cỡ nhỏ đến từ Trung Quốc với giá khởi điểm chỉ 239 triệu đồng và từng được đánh giá là rẻ nhất thị trường ô tô tại Việt Nam. Tuy nhiên, Huling Hongwa Mini EV chưa thể thuyết phục số đông người tiêu dùng ô tô tại Việt Nam và chỉ bán ra chưa tới 600 xe trong năm 2023. Ngay khi vừa mới xuất hiện,
VinFast V3 đã xoán ngôi danh hiệu ô tô điện rẻ nhất thị trường ô tô tại Việt Nam và chỉ cần 66 tiếng để Huling hít khói với 27.649 đơn đặt hàng. Điều mà Huling phải mất đến 46 năm mới thực hiện được nếu vẫn giữ tình hình doanh số như hiện tại. VinFast V3 tự xô đổ kỷ lục của chính VinFast. Tháng 7 năm 2021, mẫu xe VinFast VF E34 từng tạo kỷ lục với 25.000 đơn đặt hàng chỉ sau 3 tháng. Vào thời điểm đó, đây là một con số đáng ao ước mà chưa có một hãng xe nào tại Việt Nam đạt được. Chưa đầy 3 năm sau, kỷ lục của VinFast VF E34 bị xô đổ bởi chính dòng xe nằm trong giải sản phẩm xe điện của VinFast với con số ấn tượng 27.649 đơn đăng ký mua xe trong chưa tới 3 ngày. Với 100% đơn hàng đều không được hoàn hủy hoặc chuyển nhượng, VinFast gần như ghi nhận chắc chắn số lượng xe được tung ra thị trường gần 30.000 xe và kỷ lục mở bán số lượng xe ấn tượng trong thời gian ngắn như VinFast V3 sẽ khó có thương hiệu nào có thể xoán ngôi trong tương lai gần. Đột phá trong phương thức bán hàng, bên cạnh sức hút về giá, doanh số kỷ lục của VinFast V3 cũng đến từ sự đột phá trong phương thức bán hàng. Lần đầu tiên tại Việt Nam, sản phẩm ô tô được giao dịch trên các nền tảng thương mại điện tử như Shopee, VinID cũng như chốt đơn thông qua 9 phiên livestream do 15 người có ảnh hưởng với cộng đồng phối hợp thực hiện. Lần đầu tiên livestream bán ô tô, nhưng trong 2 phiên cao nhất đã có lần lượt 83 và 109 xe VF3 được đặt cọc ngay trên phiên live. Đây là điểm đặc biệt của một mẫu xe hướng tới tập khách hàng trẻ năng động của VinFast. Cuộc cách mạng trong phương thức bán hàng đã đưa VF3 trở thành mẫu xe đầu tiên đạt được lượng đơn đặt hàng trực tuyến vượt 50% tổng số đơn hàng, đánh dấu sự phát triển vượt bậc của mô hình kinh doanh O2O, Online To Offline, cũng như vai trò tiên phong của VinFast tại thị trường ô tô Việt Nam. VF3 cũng trở thành từ khóa đứng đầu các bảng xếp hạng xu hướng và là chủ đề được thảo luận nhiều nhất trên các nền tảng truyền thông mạng xã hội kể từ khi VinFast công bố nhận cọc. Dự kiến những chiếc VinFast VF3 đầu tiên sẽ được bàn giao cho khách hàng từ tháng 8 tới và sẽ có ít nhất 20.000 xe được bàn giao trong năm nay. Số nhà máy sở tận tay hàng nóng VinFast VF3 nhỏ xinh, rộng rãi, bất ngờ. Là một chiếc mini EV cỡ nhỏ nhưng VF3 vẫn đủ sức cho 4 người lớn ngồi một cách thoải mái. VinFast VF3, mẫu mini EV giá rẻ nhất thị trường hiện nay là cái tên thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng những ngày qua, khi mẫu xe này chính thức cho nhận đặt cọc từ sáng ngày 13 tháng 5. Mới đây, những chiếc VF3 bằng xương bằng thịt đã được đem trưng bày tại nhà máy của hãng ở Hải Phòng để một nhóm media có thể trực tiếp sờ tận tay sản phẩm này. Cần lưu ý, đây mới chỉ là những chiếc VF3 phiên bản tiền sản xuất, đồng nghĩa các chi tiết trên xe còn phải trải qua nhiều công đoạn chỉnh sửa, hoàn thiện trước khi chính thức bàn giao cho khách hàng. Kính xe gắn biển VF3 PTO, Production Trial, đây mới chỉ là phiên bản thử nghiệm thứ hai và xe cần trải qua khoảng 4 công đoạn nữa mới có thể bàn giao cho khách. Mặc dù vậy, các chi tiết trên xe về cơ bản sẽ giống với bản thương mại. Ở phía trước là logo chữ V với biểu tượng cánh chim ốp nhựa bóng quen thuộc, cắt ngang cụm đèn pha. Mặt trước của xe được làm đơn giản, không có lưới tản nhiệt hay bất kỳ loại cảm biến nào như trên các mẫu xe điện. Bởi đơn giản, đây là một chiếc xe giá rẻ. Trần xe giá cao, do đó nhìn chiếc xe cho cảm giác lớn, vuông vức và khỏe khoắn nhờ nhiều đường vuốt cách điệu. Ốp vòm bánh xe lớn khiến chiếc xe trông khá hầm hố. Chiếc xe bản tiền thương mại này chưa được ốp mâm. Mâm của xe có kích thước 16 inch, tương đối lớn so với kích thước của xe. Với cách thiết kế này, nếu phối nhiều màu hoặc dán một số mẫu đề can, điều người dùng cực kỳ ưa thích trên các mẫu xe điện mini, chiếc xe trông sẽ rất nổi bật. Cận cảnh bánh trước của xe, xe có kích thước tổng thể là 3190, 1679, 1622mm, chiều dài cơ sở 2075mm, khoảng sáng gầm 191mm. Và bánh sau. Bên trong, xe được thiết kế khá tối giản với vô lăng đi cắt vừa vặn. Các chi tiết chủ yếu chỉnh cơ, màn hình cảm ứng có kích thước 10 inch. Trong bản thông số cấu hình của VinFast VF3 không nhắc đến trợ lý ảo VV, có thể model này sẽ không được trang bị tính năng kể trên. Cận cảnh màn hình 10 inch của VinFast VF3. Cần số dạng gạt tích hợp phía sau vô lăng rất bắt trend như nhiều mẫu xe đời mới ra mắt gần đây. Điều này giúp khoảng trống giữa hai ghế được rộng rãi hơn. Người lái cũng có thể dễ dàng di chuyển sang ghế phụ, một điểm rất đặc trưng của nhiều mẫu xe điện. Chúng tôi đã thử di chuyển quãng đường ngắn với VinFast VF3 với full tải gồm 4 người lớn ngồi và điểm gây bất ngờ là cả 4 đều có thể ngồi một cách thoải mái, cả chân và đầu, trong đó người ngồi sau có chiều cao lên đến 1m8. Điều này đồng nghĩa, VF3 hoàn toàn có thể cân gọn một gia đình trong một hành trình nào đó.
Cần lưu ý, khoảng trống cốp sau của xe chỉ đủ để đặt một vài chiếc ba lô, chứ không thể xếp vali như các mẫu xe có kích thước lớn hơn. Theo thông tin từ VinFast, xe sẽ bắt đầu bàn giao đến tay người tiêu dùng vào tháng 8 năm 2024. Tham vọng của hãng là sẽ bàn giao khoảng 20.000 chiếc VF3 cho đến hết năm nay. Hãng sẽ kết thúc đợt đặt hàng đầu tiên vào ngày 15 tháng 5 này. Giá bán của xe giai đoạn này 235 triệu thuê pin và 315 triệu kèm pin. Từ Cà Phê F, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Tạo ngay clip intro quảng cáo ngắn ấn tượng để phục vụ cho quảng cáo YouTube, Google Ads, Facebook Ads. Sử dụng để trang trí cover Facebook, website với mức giá chỉ 1 triệu đồng. Liên hệ Zalo 0964002593 hoặc truy cập website quảng cáo itb.com để biết thêm chi tiết.